thực. Đấy. Vô đi về. Vâng, xin chào các anh chị. Ta tiếp tục ha. Cái bài hôm trước thì trong cái bài hôm trước ta xét về cái cách thực thi, cách thiết kế cái đường dữ liệu cho 8 lệnh cơ bản của kiến trúc MIP, đấy, thì xây dựng cái gọi cái database đường dữ liệu. Ta xem cái cách thực thi một cái chỉ thị mà máy như thế nào, thì mà máy như thế nào. Đấy. Thì các anh chị có câu hỏi về cái bài hôm trước ạ. À? Trước khi sang bài mới, anh chị có câu hỏi gì trong cái phần hôm trước, đấy, cái database hôm trước. Rồi, nếu không có câu hỏi về bài hôm trước thì chúng ta sẽ tiếp tục cái chương tiếp theo ha. Đấy, thì cái phần hôm nay ta nói về kỹ thuật ống dẫn, pipeline, tiếng Anh là pipeline kỹ thuật ống dẫn. Đấy. Nhằm để tăng tốc cái việc thực thi các chỉ thị của trong chương trình. Thì mục đích của chương này nói về kỹ thuật pipeline, kỹ thuật ống dẫn và những cái vấn đề phát sinh hướng giải quyết trong kỹ thuật pipeline này. Thì pipeline là gì? Kỹ thuật ống dẫn là gì? Là một kỹ thuật trong đó các lệnh sẽ được thực thi theo kiểu chồng lấn nhau. Rồi, chồng lấn nhau. Tức là các lệnh nãy giờ ta xét các lệnh theo cái database thiết kế hôm trước ấy. Database thiết kế hôm trước ấy. Thì mỗi chu kỳ thực hiện một lệnh không ạ, lệnh này tới lệnh khác, xong lệnh này tới lệnh tới tới lệnh tiếp theo. Tại một thời điểm thì cái database ta xây dựng thì nó chỉ thực thi một cái lệnh thôi, đấy. Tuy nhiên thì cái cách làm như vậy thì nó không hiệu quả,
nó cái hiệu quả đây nói đến cái tốc độ thực thi, tại vì chương trình nó có rất nhiều lệnh, mà có rất nhiều lệnh, việc thực thi từng lệnh như vậy thì nó không hiệu quả, không hiệu quả. Thì có nhiều cái kỹ thuật để tăng tốc cái việc thực thi các chỉ thị của chương trình. Thì do đó kỹ thuật điển hình nhất là kỹ thuật ống dẫn này. Đây. Thì cái ống dẫn đơn giản là ta thực thi một lệnh tại một tại 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 một thời điểm, thực thi một lệnh như vậy thì nó chậm, không là chậm thì như vậy thì ta phải có thể có cách để chúng ta thực thi là nhiều lệnh tại một thời điểm, thì có thể là đồng thời thực thi nhiều lệnh, nhiều lệnh đấy. Đồng thời thực thi nhiều lệnh rồi cái các lệnh nó có thể là thực thi kiểu chồng chéo lẫn nhau, tức là không cần phải phải cái lệnh lệnh trước không cần phải đợi lệnh sau hoàn thành. Lệnh sau không cần phải không đợi không cần phải đợi cái lệnh trước để hoàn thành để có thể bắt đầu thực thi. Tại thời điểm thì có thể có nhiều cái lệnh cùng thực thi này, chồng lẫn với nhau. Thì cái ý cái ý tưởng là vậy. Là gì? Thì ta sẽ để rồi hiểu rõ hơn cái ý tưởng này, ta sẽ cho một cái ví dụ, xe xét một cái ví dụ để ta phân biệt cái việc thực thi tập các tác vụ không byline và byline, để ta phân biệt rõ hai cái kỹ thuật này như nào, kỹ thuật byline như nào, hiểu rõ thêm cái kỹ thuật byline như nào. Chúng ta sẽ có một cái ví dụ không liên quan gì đến đến việc thực thi chỉ thị cả, tuy nhiên thì nó cũng là thực thi một cái tác vụ nhiệm vụ đó, một cái workload nào đó. Thì giả sử là một phòng có nhiều người, anh chị ở ký túc xá hàng vậy, sinh viên ở ký túc xá, giả sử một phòng có nhiều người và mỗi người đều cần giặt quần áo, giặt quần áo. Quá trình giặt gồm 4 công đoạn, giặt 4 công đoạn ha. Câu thứ nhất là ta để quần áo bẩn vào máy giặt, ta để quần áo bẩn vào máy giặt. Công đoạn thứ hai là khi máy giặt hoàn thành thì ta đưa cái quần áo đó, từ máy giặt vào máy sấy. Sau khi giặt xong xong thì ta sẽ đưa vào máy sấy. Công đoạn thứ ba là khi sấy hoàn thành thì sẽ ủi, tiến hành ủi quần áo. Đây, quần áo. Và còn thứ tư là ta ship quần áo vào tủ. Thì mỗi người thực hiện đều, giả sử là mỗi người thực hiện cái việc chặt đồ của mình đó thì đều qua 4 giai đoạn như vậy, 4 giai đoạn này, người nào cũng đã thực hiện 4 giai đoạn này, 4 giai đoạn này. Rồi, thì có nhiều cách để thực hiện năng lực này mà, thì ta sẽ xét cái cách là không byline và cách cái cách là không dùng kỹ thuật ống dẫn, và cái cách dùng kỹ thuật ống dẫn thì nó khác biệt như thế nào. Cái có thể là khi cái việc chặt đồ này theo kiểu là cái người một người thực hiện chặt đồ thì đến khi nào người đó kết thúc hoàn thành xong 4 bước đó, 4 bước chặt đồ thì cái người thứ hai mới bắt đầu, người thứ hai mới bắt đầu, chị Nhung ạ. Tức là cái người đầu tiên thực chặt đồ á thì họ sẽ thực hiện đủ 4 bước. Sau khi kết thúc cái 4 bước giặt đồ của mình xong, xong giặt đồ xong của người thứ nhất, thì lúc đó thì người thứ hai mới thực hiện, bắt đầu thực hiện cái giai đoạn đầu tiên, đó là cái để quần áo mình lên lên vào máy giặt. Thì tới đây cách thực hiện không có byline, không giờ hiểu đơn giản là gì, cái người này người sau phải đợi người trước hoàn thành đủ 4 công đoạn thì cái người sau mới bắt đầu, đúng rồi. Đây. Thì anh chị thấy làm như vậy thì không hiệu quả, không hiệu quả, tại vì khi cái người đầu tiên hoàn thành cái việc hoàn thành cái xong cái xong cái việc giặt quần áo, xong cái giặt quần áo, tức là xong cái việc là cái máy giặt nó giặt xong rồi, đây. Máy giặt xong rồi thì người thứ hai có thể là để quần áo vào máy giặt, không cần phải đợi là cái người đầu tiên là hoàn thành 4 công đoạn, mà chỉ cần là cái người đầu tiên chỉ cần là xong cái dùng xong cái máy giặt thì cái người thứ hai có thể bắt đầu đưa quần áo mình vào giặt,
không ạ? Ta không cần phải đợi cái người thứ nhất phải hoàn thành đầy đủ bốn cái công đoạn, không ạ? Thì như vậy thì cái rõ ràng là nghĩ khi cái người trước hoàn thành cái công đoạn một á sang công đoạn hai thì máy giặt đã trống, không ạ? Máy giặt đã trống, máy giặt đã trống, giặt xong đưa quần áo vào máy giặt, giặt đấy, giặt xong thì máy giặt lúc này đã trống, giặt đã trống. Đấy. Thì cái người tiếp theo có thể là nối đuôi nhau, không ạ? Nối đuôi theo đó là sử dụng cái máy giặt, sử dụng máy giặt, sử dụng máy giặt. Như vậy thì người tiếp theo không cần phải chờ người trước xong bốn công đoạn thứ tư, mới có thể bắt đầu, mà ngay khi cái người trước đến công đoạn thứ hai thì người tiếp theo đã có thể là bắt đầu cái công đoạn thứ nhất rồi. Hoặc tiếp tục như vậy ha. Thì cái cách làm như vậy là cách làm theo kiểu là by line, không dạ. Thì nó cũng rất là đơn giản mà, thì cái này theo cái dạng theo đúng cái cách ta làm thực tế không ạ? Thì ta giặt xong cái máy giặt rảnh rồi ta hay sử dụng rồi, ta không cần phải đợi hoàn thành xong bốn cái bước lần. Thì đây là cái sơ đồ minh họa các cái hai cái cách làm ha. Cách trên là cái gọi là không by line, không by line. Không ống dẫn. Trên dưới này là cái dạng ống dẫn, ống dẫn, ống dẫn. Thì đối với cái không ống dẫn thì chúng ta là cái người A, cái người A phải thực hiện bốn công đoạn. Sau thì tới thì cái này cái trục Y là cái trục trục X là trục thời gian á, trục Y đây, trục X là trục thời gian này, thời gian. Trục Y là cái công việc. Mình cái công việc. Đấy. Thì cái tác vụ A, ta là người thứ A muốn thực hiện giai đoạn thì người thứ B phải chờ cái người thứ A hoàn thành bốn cái công đoạn thì người B bắt đầu. Đấy. Tiếp tục người C, anh C là phải chờ anh B hoàn thành bốn công đoạn thì tới anh mới bắt đầu. Anh D thì cũng vậy, chờ anh C hoàn thành bốn công đoạn mới bắt đầu. Thì này không phải like, không phải like. Thì ở dưới là by line. Ở dưới thì anh người A thì sau khi xong cái dùng máy giặt xong á, dùng mặt giặt xong á thì anh B có thể là đưa quần áo vào giặt, đưa quần áo vào giặt. Tiếp theo thì tới là khi anh B giặt xong á thì anh C có thể đưa quần áo vào mà giặt. Cuối cùng là và cái khi anh C vừa giặt xong, vừa sử dụng máy giặt xong thì anh D đưa quần áo vào vào giặt. Đấy, thì dưới này là kỹ thuật ống dẫn ha, như vậy. Thì ta có nhận xét về hai kỹ thuật này như nào, hai cái cách làm như nào? Thì cái thứ nhất là thời gian giặt quần áo của mỗi người là không thay đổi. Thời gian giặt quần áo của mỗi người là không thay đổi. Đấy, thì tất cả đều là bốn giai đoạn hết, đúng không ạ? Mỗi người thì giặt quần áo đều tốn bốn giai đoạn cả, bốn công đoạn, thời gian không thay đổi gì cả. Đấy, đối với từng anh á, đối với từng anh, từng người thì cái thời gian không có gì thay đổi. Đối với kỹ thuật không ống dẫn và ống dẫn thì không có gì khác biệt cả. Đó, ở trên anh cũng giặt là bốn công đoạn thì ở dưới anh cũng phải trải qua bốn công đoạn như vậy. Đấy, thời gian không có gì cũng ngắn cả. Tuy nhiên cái lợi điểm ở đây á là việc thực thi một cái nhiều người thời rút ngắn cái thời gian tổng thể, thời gian tổng thể, tổng thể cái thời gian cần thực hiện. Thì cái kỹ thuật ống dẫn nó sẽ rút ngắn hơn cái thời gian tổng thể ta hoàn thành cái tập các tác vụ, tập các tác vụ, đúng không ạ? Thì ta có hai nhận xét như vậy ha. Thời gian của từng cái tác vụ riêng lẻ nó không rút ngắn đi, tuy nhiên thời gian của tổng cái tác vụ tổng tổng cái tải á, tải đấy, thì nó sẽ được giảm thiểu, giảm giảm xuống, rút ngắn, ngắn đấy. Cái robot á, cái số lượng công việc hoàn thành trong đơn vị thời gian thì nó sẽ cao hơn, kỹ thuật ống dẫn thì nó sẽ cao hơn. Tuy nhiên thì nhắc lại là thời gian của từng người, từng tác vụ riêng lẻ thì nó không có rút ngắn đi, không có rút ngắn đi.
Thì chúng ta cái việc giặt quần áo là như vậy, có hoặc là cái tác vụ mà trải qua nhiều công đoạn thì ta hãy sử dụng cái ba la như vậy, kể cả cái việc thực thi cái chỉ thị. Thì cũng tương tự với việc giặt quần áo thì việc thực thi, có thể xem giặt quần áo là việc thực thi một chỉ thị, mà thực thi một chỉ thị thì chúng ta đã xét cái bài hôm trước, trong bài hôm trước đó, thì một chỉ thị thực thi một chỉ thị chúng ta có 5 giai đoạn, không ạ? 5 giai đoạn đấy, 5 giai đoạn. Công đoạn nhất là nạp nạp lệnh từ bộ nhớ nè, nhắc lại nè. Nạp lên tụi nhớ. Thứ hai là giải mã lệnh, đọc các cái toán hàng, đọc các toán hàng thanh ghi cần thiết. Thứ ba là thực thi, có toán hàng rồi người ta sẽ thực thi cộng cộng các toán hàng, hay là trừ các toán hàng, hay là n bit, o bit gì đó, các toán hàng. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ là truy xuất bộ nhớ, nếu đối với các toán hàng truy xuất bộ nhớ. Rồi đoạn thứ năm là ghi kết quả, ghi kết quả và thanh ghi. Đấy. Thì việc thực thi nó một chỉ thị thì chia làm 5 giai đoạn như vậy, nhắc lại trong cái bài hôm trước. Đấy. Như vậy thì nếu mà dùng kỹ thuật pipeline thì cái pipeline chúng ta sẽ có 5 công đoạn, hoặc một pipeline sẽ có ta sẽ có 5 công đoạn. Pipeline trong cái MIP, trong việc thực thi chỉ thị MIP thì sẽ có 5 công đoạn. Đấy. Thì trong trong thuật ngữ của cái kỹ thuật công dẫn thì gọi là cái 5 tầng, pipeline 5 tầng, một tầng là một công đoạn, pipeline 5 tầng. Thì ta chia thành các công đoạn này, cái sơ đồ này ta biểu diễn cái database theo cái từng công đoạn, mà công đoạn đọc đọc lệnh, giải mã lệnh, đọc các toán hàng, công đoạn thực thi, công đoạn thực thi làm tính cho toán hàng đó, thực thi là làm tính cho, làm các tính trên toán hàng, truy xuất bộ nhớ, công đoạn thứ tư truy xuất bộ nhớ đối với các lệnh đọc dữ liệu hay lưu dữ liệu bộ nhớ. Đấy. Đoạn thứ năm là đoạn ghi cập nhật cái dữ liệu, cập nhật cái dữ liệu lên thanh ghi, thanh ghi. Năm công đoạn nó chia thành cái theo cái hình như vậy. Rồi. Thì cái xét cái bộ xử lý với 8 lệnh cơ bản là bộ xử lý cho cái sơ đồ này. Thì sơ đồ này hôm trước thì nói cái database này có thể là hỗ trợ thực thi cho 8 lệnh cơ bản, 8 lệnh cơ bản, lệnh load work đọc đọc từ từ nhớ, từ bộ nhớ, store work lưu một cái giá trị từ thanh ghi xuống bộ nhớ, hoặc cộng add subtract trừ and or set on less than và lệnh nhảy như bằng, như bằng. Đó là 8 cái lệnh được hỗ trợ thực thi bởi cái database ta xem, ta xét cái trong cái bài hôm trước. Thì trong bài hôm trước đó thì chúng ta có tìm hiểu cái cách cài đặt cái database dạng là database đơn kỳ, cài hiện thực database đơn kỳ. Nghĩa là cái 5 công đoạn này sẽ ta chỉnh cái đồng hồ, cái xung lốc đồng hồ bằng cái chu kỳ xung lốc đồng hồ bằng cái thời gian thực thi của cái lệnh dài nhất, đó là lệnh load work, đúng không? Lệnh load work, lệnh load work là lệnh sử dụng, nó dùng trong hoạt động trong tất cả các cái 5 công đoạn này. Thì ta phải chỉnh cái chu kỳ xung lốc sao cho nó bằng cái thời gian thực thi của cái lệnh dài nhất. Đấy, dài nhất. Đấy. Thì mục đích là cái cách cài đặt đó là do ta muốn là cái thời gian của chu kỳ xung lốc là bằng cái thời gian thực thi của một lệnh, là cái CPI bằng một á, mất một chu kỳ để thi một lệnh, một chu kỳ để thi một lệnh. Đó là cái cách cài đặt tôi tìm hiểu bài bài trước ha. Và trong kỹ thuật ông dẫn thì như nào, thì cái chu kỳ xung lốc nó như nào, thì ta xét giả sử thời gian hoạt động có các công đoạn như sau. 200 pico giây, cho truy xuất bộ nhớ, 200 pico giây cho tính toán hàn lưu, 100 pico giây cho thao tác đọc ghi thanh ghi. Đây, đọc, ghi, thanh, ghi. So sánh thời gian trung bình giữa các lệnh thực thi của hiện thực đơn kỳ và cái kỹ thuật pipeline. Thì với cái
cho cái thông tin xong số là chỉ số bộ nhớ là mặt 200, tính toán là mặt 200 bico giây, đọc ghi thanh ghi thì 100, thì ta thể là tính toán thời gian thực thi cho các lệnh như sau. Đúng không? Thì ta có 5 giai đoạn, 5 giai đoạn đúng không ạ? Giai đoạn đọc cái chỉ thị, nạp lệnh đấy, nạp lệnh là đọc dữ liệu từ bộ nhớ, bộ nhớ chỉ thị. Do thời gian nó sẽ là 200. Rồi tiếp theo là giải mã và đọc toán hàng, thì chúng ta là đọc toán hàng là đọc trên thanh ghi, do thì chúng ta cái giai đoạn này là 200, giai đoạn này sẽ mất là 100. Tới đoạn giải mã đọc toán hàng thì đọc toán hàng là cho nằm trên thanh ghi, đó thì trên cái đề bài cho là 100 bico giây để đọc giá trị của thanh ghi. Như vậy giai đoạn này là mất 100 bico giây. Giai đoạn alu đang làm tính thì cái đề bài là 200 bico giây cho đoạn làm tính, như vậy thì ta có 200, giai đoạn mất 200 bico giây, cái đơn vị là bico giây hết, tôi không ghi nhá. Rồi, giai đoạn thứ tư là giai đoạn data set, thì cái giai đoạn này chỉ xuất dữ liệu, chỉ xuất cái memory để chứa bộ nhớ, số bộ nhớ thì chúng ta sẽ có là 200 tiếp. Đây bộ nhớ dữ liệu. Đấy, giai đoạn đầu tiên là bộ nhớ chỉ thị, tất cả đều là bộ nhớ thôi. Đấy. 200 câu giây. Rồi giai đoạn thứ năm, giai đoạn thứ năm là giai đoạn ghi kết quả, ta ghi và hình ghi, thì ta cho là 100 bico giây để đọc hình ghi, như vậy thì giai đoạn này mất là 100 bico giây. 100 bico giây. Đấy. Rồi. Thì như vậy thì ta có biết thời gian thực thi của mỗi giai đoạn thì chúng ta sẽ tính được thời gian thực thi của một cái lệnh không ạ? Cái tổng thời gian cần thiết để thực thi một cái lệnh. Thì đối với lệnh load work á thì nó hoạt động trong tất cả các giai đoạn, do thì cái thời gian thực thi của nó sẽ là tổng tất cả các cái năm cái thành phần này, đúng không? Thì anh chị cộng lại thì chúng ta có 200, 300, 300 cộng 500 thì là 800, đúng không? 800. Đấy, 800. 800. Đấy. Đối với giai lệnh store work, đối với giai đoạn store work á thì nó thiếu, nó không có cái phần ghi kết quả. Không có kết quả, do thì nó sẽ không có cộng thành phần này, nó sẽ 700 thôi. 700 thôi. Đối với lệnh cộng trừ này đó, thì cộng trừ thì nó không có giai đoạn là data set, không có giai đoạn data set. Đấy, nó không có đọc đọc ghi bộ nhớ. Do thì nó sẽ không có giai đoạn data set này, thì nó sẽ giảm đi 200. Như vậy 800 giảm 2 còn 600. 600. Đối với lệnh nhảy thì nó không có giai đoạn data set và không có register write trong cái ghi vào trong cái 32 thanh ghi. Đấy. Nó không cập nhật cái thanh ghi dữ liệu trong 32 thanh ghi cả. Thì nó chỉ có 3 giai đoạn thôi. Đấy. Thì cái này 500 bico giây. Các anh chị hiểu cái cách cái bảng này không ạ? À. Thì chúng ta sẽ xét cái thời gian thực thi cho từng cái giai đoạn. Thời gian thực thi từng giai đoạn. Thì sau đó thì ta sẽ tính được cái thời gian thực thi cho từng cái lệnh, đúng không ạ? Tại mỗi lệnh thì sẽ có giai đoạn nó sẽ có lên, nó có cái giai đoạn nào làm việc, giai đoạn nào không có làm việc. Đấy. Thì đó với lệnh load work là cái giai đoạn nó là cái lệnh nó sẽ là kích nó được hoạt động trong tất cả các giai đoạn, đúng không ạ? Giai đoạn. Thì cái thời gian thực thi nó sẽ là nhiều nhất, cao nhất. Với là 800 bico giây. Tổng tất cả giai đoạn lại nhau. Đúng không ạ? Tại sao có những cái con số 200, 100 này là cái đề bài cho ha. Đề bài cho đây. Đấy. Cái đề cho đây là. Để xem ví dụ này. Cái đề cho đây là. Đấy. Đọc cái câu này. Nào. Thì chúng ta sẽ có hiểu được là tại sao có đây là 200, đây 100, đây 200, đây 200, đây 100. Đúng không ạ? Thì sẽ cái đề bài cho tình dung ạ. Rồi giờ nếu xét cái
dùng kỹ thuật không dùng kỹ thuật ống dẫn á, à, giả sử xét cái ba lệnh, thực hành thi ba lệnh là lệnh load work, ba lệnh load work, hai ba lệnh load work. Thì đối với không dùng kỹ thuật ống dẫn á, thì lệnh này phải chờ lệnh sau, lệnh trước lệnh sau phải chờ lệnh trước hoàn thành tất cả các đoạn không ạ? À, như vậy thì lệnh sau phải chờ lệnh trước là cứ lệnh sau phải chờ lệnh trước là 800 micro giây, 800 micro giây. Như vậy thì tính ra thì mỗi lệnh là cách nhau 800 micro giây. Đó thì cái lệnh thời gian giữa lệnh thứ nhất và lệnh thứ tư á, trong cái việc thực thi theo cái mô hình thực thi không bài lai á, là 300 là 3 nhân cho 800 là 2400 micro giây. Là cái khoảng thời gian giữa cái lệnh thứ nhất và lệnh thứ tư. Giữa lệnh nhất và lệnh thứ tư là 800. 800. 800 nhân 3 là 2400. 2400 ha. 2400 micro giây. Ở trong cái đó với cái mô hình thực thi dạng có sử dụng pipeline. Có sử dụng pipeline. Thì lệnh thứ nhất và lệnh thứ tư cách nhau chỉ có 600 thôi, đúng không ạ? 3 nhân 200 là tại vì cái đoạn đọc giai đoạn đầu tiên chỉ có 200. 200. Đấy. Thì lệnh thứ nhất xong giai đoạn đầu tiên thì tới lệnh thứ hai, lệnh hai xong tới lệnh thứ ba xong tới lệnh thứ tư. Đó thì lệnh thứ nhất, lệnh thứ tư cách nhau là 3 nhân 2 200 là 600 thôi. Đúng không ạ? 600 thôi. Đấy. 600 thôi. Trong hợp trên là 2400, ở dưới là chỉ 600 thôi. Thì cái này để tính cái công thức này, để tính cái sự tăng tốc của cái kỹ thuật pipeline ha. Giờ xét trường hợp lý tưởng, xét trường hợp lý tưởng khi mà các công đoạn của pipeline hoàn toàn bằng nhau, các công đoạn của pipeline hoàn toàn bằng nhau, thì cái thời gian giữa hai lệnh liên tiếp được thực thi trong pipeline sẽ bằng cái thời gian giữa hai lệnh liên tiếp không pipeline chia cho số tầng của pipeline, số tầng của pipeline. Trường hợp lý tưởng tức là từng giai đoạn, từng công đoạn á, đều có cái khoảng thời gian hoàn thành là giống nhau hết á. Đấy, từng công đoạn á, giả sử từng công đoạn này, từng các tầng của pipeline á, nếu mà nó trường hợp lý tưởng á, các tầng thì nó sẽ có cùng cái thời gian thực thi. Trường hợp này là không lý tưởng nè, trong ví dụ này không lý tưởng tại vì có sự chênh lệch giữa cái khoảng thời gian của các giai đoạn, giai đoạn này 100, giai đoạn kia 200, như vậy thì không, này là không lý tưởng, không lý tưởng. Thì ta xét cái phần lý tưởng là phần lý thuyết thôi. Nếu mà trong trường hợp lý tưởng á, tức là từng cái công đoạn á nó có cái thời gian thực thi là như nhau, thì lúc đó thì có ví dụ kỹ thuật pipeline á, ta sẽ được đạt được sự tăng tốc lý tưởng. Tăng tốc lý tưởng. Thì trong trường hợp tăng tốc lý tưởng á, thì cái thời gian giữa hai lệnh liên tiếp trong kỹ thuật pipeline sẽ bằng cái thời gian giữa hai lệnh liên tiếp trong kỹ thuật không pipeline chia cho số tầng của pipeline. Ví dụ như là trong như vậy trên ví dụ trước đó, thời gian giữa hai lệnh liên tiếp có pipeline sẽ bằng là 160 micro giây. Tức là ta lấy 800, 800 là thời gian thực thi một cái lệnh không pipeline chia cho 5, chia cho 5, 5 tầng. 800 là trong trường hợp là không pipeline và 5 chính là cái số tầng. Số tầng. Đấy, 5 là số tầng. Đấy, 800, 800 là tại vì chúng ta là cộng ra 800 nè, cộng tất cả giai đoạn lại 800. Đấy. Chia cho 5 là số tầng. Nó có 5 giai đoạn. Thì như vậy thì cái thời gian liên tiếp, thời gian giữa hai lệnh liên tiếp có dùng kỹ thuật pipeline thì sẽ có là 800 chia 5 ra 160 micro giây. Thì trong trường hợp lý tưởng á, thì pipeline sẽ tăng tốc so với không pipeline đúng với cái số lần, đúng với cái số lần bằng cái số tầng của cái pipeline đó. Đấy, số tầng của pipeline đó. Đấy, đó trường hợp lý tưởng ha. Trong lý tưởng. Tuy nhiên trong thực tế thì các cái giai đoạn á, các tầng của pipeline á, cái thời gian hoàn thành các tầng của pipeline nó không có giống nhau. Không có giống nhau. Giống nhau. Thì người ta sẽ chọn cái công đoạn dài nhất
làm cái gọi là cái chu kỳ pipeline, làm chu kỳ pipeline, cái công đoạn dài nhất làm chu kỳ pipeline. Đấy. Thì trong trường hợp này, trong ví dụ này thì cái công đoạn dài nhất là 200, đúng không ạ? 200, 200 cây cầu dây. Thì ta sẽ chọn cái này làm cái chu kỳ sung lốc. Chu kỳ sung lốc. Đấy. Trong kỹ thuật hướng dẫn ta sẽ chọn cái khoảng cái giai đoạn có cái thời gian thực thi lâu nhất. Làm cái chu kỳ sung lốc. Chu kỳ sung lốc. Đấy. Nó khác cái việc cái không pipeline, không pipeline thì cái chọn cái chu kỳ sung lốc là cái khoảng thời gian hoàn thành cái câu lệnh dài nhất, dài nhất. Đối với pipeline á thì ta sẽ chọn cái chu kỳ sung lốc bằng cái giai đoạn có thời gian thực thi lâu nhất, bằng cái giai đoạn thực thi lâu nhất. Ví dụ trong ví dụ trên thì thời gian liên tiếp giữa hai lệnh pipeline sẽ là 200 200 và áp dụng pipeline sẽ tăng tốc này sẽ là 4 lần chứ không là không là 5 lần như trước, không là 5 lần như trong trường hợp lý tưởng. Thì cái speed up sẽ là cái thời gian giữa hai lệnh liên tiếp trong hợp không pipeline chia cho thời gian giữa hai lệnh liên tiếp bằng pipeline. Pipeline. Thì thời gian giữa hai lệnh liên tiếp không pipeline là 800 trong ví dụ trước. Thời gian giữa hai lệnh liên tiếp không pipeline tức là 200. 200. Đấy. 200. Như vậy thì cái speed up tức là 400 là 4 chứ. 800 chia 2 là 4. 4. Bộ. Thì trong thực tế thì cái pipeline sẽ tăng tốc so với không pipeline với cái số lần nhỏ hơn số tầng của pipeline. Thì ta hình dung cái số tầng của pipeline chính là cái gọi là cái cận trên của cái độ ta cái mức độ tăng tốc của cái pipeline, đúng không? Cận trên. Đấy. Tức là maximum. Maximum sẽ là cái thời gian tăng tốc khi ta áp dụng kỹ thuật pipeline so với cái kỹ thuật không pipeline, so với cách thực thi không pipeline. Thì cái tối đa cái thời gian tăng tốc tối đa sẽ là cái số tầng của pipeline, trong thực tế thì sẽ nhỏ hơn, chúng ta sẽ nhỏ hơn nhưng mà thì cái ý nghĩa cái phần này như vậy. Đấy. Việc sử dụng cái kỹ thuật pipeline nó giúp tăng tốc cái việc thực thi tập các cái lệnh, tập các lệnh tăng tốc bao lâu, tăng gấp bao nhiêu lần, tăng tốc bao nhiêu lần thì sẽ tăng tốc bằng cái tối đa bằng cái số tầng của pipeline, bằng số tầng của pipeline, tức là trong trường hợp lý tưởng sẽ bằng số tầng pipeline. Trường hợp lý tưởng là trường hợp nào? Trường hợp lý tưởng là trường hợp mà các cái công đoạn có thời gian thực thi như nhau hết, đó là trường hợp lý tưởng. Trong thực tế thì nó không được lý tưởng, ta sẽ chọn cái công đoạn có dài nhất làm cái cơ sở ta thực hiện tính toán so sánh. Đúng không ạ? Nguyễn Xuân Phúc đã nhấn mạnh, đây là chương trình rất thiết thực vì lao động sản xuất là nguồn gốc tạo ra của cả. Thì nhắc lại thì kỹ thuật pipeline không giúp giảm thời gian thực thi của từng lệnh ha. Nãy là tôi nhắc lại biết như là tức là pipeline ta không giảm thời gian thực thi của từng lệnh riêng lẻ, tức là mỗi lệnh đều có thời gian thực thi là cũng không có gì thay đổi nhiều, ta không cho giảm thậm chí tăng nữa, Đấy. Đối với mỗi lệnh thì chúng ta sẽ không có giảm cái thời gian thực thi của mỗi lệnh, tuy nhiên tổng thời gian thực thi, nhưng mà tại vì ta thực thi máy tính nó thực thi không chỉ thực thi một lệnh đúng không ạ, mà thực thi hàng triệu hàng tỷ lệnh. Đấy. Đó cái ta mới quan tâm cái đó thôi, tức là ta giảm cái thời gian thực thi tập các lệnh, thì cái pipeline nó cho phép làm điều này, giảm thời gian thực thi, nó không giảm thời gian thực thi của từng lệnh riêng lẻ mà giảm cái tổng thời gian thực thi của đoạn lệnh chương trình chứa có nhiều lệnh. Đấy. Việc này nó có ý nghĩa vô cùng quan trọng, tại vì chương trình trong thực tế thì cái máy tính thực tế nó chạy tới hàng tỷ lệnh, chạy hàng tỷ lệnh, chương trình có tới hàng tỷ lệnh. Đó thì cái việc dùng kỹ thuật pipeline nó rất có hiệu quả.
Thì cái này cái chú thích cái sơ đồ thôi. À, thì trong cái dược pipeline nó vẽ nó dạng sơ đồ như này. À, cái đường tại là đường thời gian, à, đường này đường thời gian ha. À, thì các cái công đoạn trong cái pipeline nó sẽ vẽ theo những cái hình, à, hình vuông này, hình vuông hay hình chữ V đúng không? À, các cái này các công đoạn của pipeline thành những cái hộp như này. À, đây là cái công đoạn của cái pipeline. À, EF là injection fact đọc dữ liệu ạ. À, giai đoạn tức là giải mã, đoạn là thực thi rồi chỉ số bộ nhớ rồi giai đoạn là ghi cập nhật hình ghi này, thì nó là cái chú thích cái cách nó ghi như vậy. À, và đây là cái chiều thời gian, à, chiều thời gian. Rồi ở trong đây thì nó có cái quy ước là cái nửa đen nửa trắng là gì, đen trắng là gì. Đấy, thì cái khối tô đen hoàn toàn á hoặc để trắng hoàn toàn á. À, tô đen hoàn toàn nghĩa là cái lệnh đó nó cái giai đoạn này nó kích hoạt trong cái đối với cái lệnh đó, đối với cái lệnh đó. Đấy, ví dụ cái app này đấy, có sử dụng cái giai đoạn thực thi đấy, đó thì cái này cái giai đoạn thực thi thì đó thì nó sẽ tô đen hoàn toàn cái giai đoạn này. Đấy, nó sẽ có được kích hoạt nó sẽ hoạt động trong giai đoạn này. Đúng không? Lệnh app nó không hoạt động trong giai đoạn là chỉ còn nhớ, do đó thì trong cái hình nó vẽ màu trắng. À, trắng. Màu trắng. Đấy. Lệnh app nó không có thực hiện giai đoạn là chỉ số bộ nhớ, do đó thì màu trắng. À, nhưng mà rồi rồi có những cái thành phần nửa đen nửa trắng, à, trắng trắng thì nó quy ước là nếu mà nửa phải tô đen á thì đó là độc ha. Đấy, đây trường hợp này độc nè, à, độc cái này là cũng là độc, à, độc độc hành ghi, à, giải mã độc hành ghi. Đấy. À, nửa phải tô đen là độc. Đấy. À, nửa trái tô đen là ghi, à, ghi. Thì cái quy ước thôi, cái này xem cái ta biểu diễn cái ba la theo cái quy ước như vậy, à, đúng không ạ? Ta có chiều thời gian rồi nên ta có cái công đoạn của các tầng của cái ba la, đúng không ạ? À, thì cái nào màu trắng là nó không có hoạt động ở tầng này. Đấy, màu đen là nó hoạt động, rồi, và cái nửa nửa đen nửa nửa phải đen á, thì đó là độc, đấy, là độc, và nửa trái đen á gọi là ghi, ghi. À, thì cái quy ước ấy, ta hiểu cái hình vậy thôi. Người ta quy ước như vậy. Đúng không ạ? Thì cái database nó, ta sẽ cần để hỗ trợ cho cái kỹ thuật ống dẫn á, thì cái database phải được thiết kế lại. À, thiết kế lại. À, thật ra cũng không thay đổi nhiều đâu, chúng ta chỉ biết là tại vì cái tại một thời điểm đó, có thể có nhiều lệnh nó hoạt động trong cái database này. À, do đó thì cái chủ yếu là chúng ta thêm những cái bộ nhớ điểm. À, tức là một cái thêm cái bộ nhớ cái cột màu xanh này. À, để ngăn chia phân cách các giai đoạn này. Để có thể là lưu trạng thái của nhiều lệnh đồng thời, à, thì như vậy ha. À, thì nó chia tại cái ranh giới giữa cái hai giai đoạn thì nó sẽ có cái bộ nhớ điểm này. À, bộ nhớ điểm để anh chị hình dung là tại vì à, tại mỗi thời điểm thì có thể có nhiều lệnh nó cùng hoạt động trong cái pipeline này, thì cái chỗ này nó lưu trữ cái lệnh trạng thái của cái lệnh đang được thi. À, thì nó chỉ có ta chỉ thay đổi chính cụ thể là cái thay đổi chính là như vậy so với cái database đơn kỳ lúc trước ta tìm hiểu á, thì ta chỉ đối với để hỗ trợ cái pipeline á thì phải thêm vào những cái gọi cái xanh ghi này, này màu xanh này, để lưu trạng thái của các lệnh trên thực thi. Đấy. Đấy. Tại vì tại một thời điểm thì có hay có nhiều lệnh nó cùng cùng được thi trong cái pipeline này. Đấy, đó thì tôi phải có nơi nó lưu trữ lại để nó biết là đang thực thi cho những cái lệnh nào. Đấy. Cái điểm khác biệt chính là như vậy, chúng ta không có tìm hiểu chi tiết cái database cho cái pipeline, nhưng mà cái điểm thay đổi lớn nhất thì ta nhớ như ta thì so với cái phần database đơn kỳ trước đó chính là cái chỗ thêm vào những cái thanh ghi màu xanh này. Đấy. À, để lưu trạng thái của các cái ngay tại các cái ranh giới giữa các giai đoạn, à, để lưu trạng thái của các lệnh. Đấy. Rồi, đó là kỹ thuật pipeline như vậy ha. Đấy, thì anh chị có thắc mắc không ạ? Tới đây các chị có thắc mắc gì không?
Ta hiểu được cái nghĩa, cái ý tưởng của Byline mà. Sao ạ? Sao anh? Sao anh, có anh có hỏi không anh? Không thể ơi. Sao ạ? Không à, không à, ok. Không thể. Rồi. Rồi, đó là cái chị hiểu được cái ý nghĩa của cái ý tưởng của kỹ thuật pipeline, cách nó hoạt động như nào. Đấy. Rồi các vấn đề xảy ra, thì khi cái thực thi nhiều cái lệnh nó chồng chéo như vậy thì sẽ có những cái vấn đề xảy ra. Thì cụ thể cái vấn đề đó gọi cái xung đột á, các xung đột xảy ra khi áp dụng kỹ thuật pipeline. Thì xung đột là trạng thái mà lệnh tiếp theo không thể thực thi trong chu kỳ pipeline dự kiến của nó, dự kiến của nó, hoặc là nếu mà thực thi thì cái kết quả sẽ sai. Đấy. Thường là do ba nguyên nhân sau. Thì cái tưởng được pipeline là cái anh này phải nói tiếp anh kia, không anh cái này xong tới anh kia, không ạ? Đấy, anh kia, anh này xong tới anh kia, không ạ? Thì tuy nhiên sẽ có những cái gọi là có xung đột, thì anh chị hình dung giống như cái mối quan hệ giữa các lệnh nhá. Lệnh này nó phụ thuộc lệnh kia, thì chúng ta không thể lúc nào cũng không phải là cái anh này trước thì tới anh sau, hay là nối đuôi anh trước được. Có những cái xung đột xảy ra. Thì có ba cái xung đột chính, người ta liệt kê ba cái xung đột chính. Thứ nhất là xung đột về cấu trúc. Khi một lệnh dự kiến không thể thực thi trong đúng chu kỳ pipeline của nó do phần cứng không thể hỗ trợ. Nó khác là xung đột xảy ra khi có hai lệnh cùng truy xuất vào một tài nguyên phần cứng nào đó cùng một lúc. Hai lệnh nó cùng có sử dụng một cái tài nguyên phần cứng nào đó, mà tài nguyên phần cứng đó nó chỉ hỗ trợ là tại một thời điểm chỉ có một cho một anh thôi, cho một anh sử dụng thôi. Do thì tại một cái một chu kỳ đó mà cả hai anh sử dụng thì một anh phải chờ, một anh phải chờ. Để cho anh chú ý nhé. Đấy, thì là xung đột cấu trúc. Còn thứ hai là xung đột dữ liệu. Thì cái này nó dễ hiểu hơn nữa là tại vì ví dụ cái lệnh sau nó chờ kết quả của lệnh trước, lệnh sau chờ kết quả của lệnh trước, thì như vậy thì cái lệnh sau á, cái lệnh trước nó chưa có thực hiện tính toán gì cả thì cái lệnh sau không thể thực thi được, đúng không ạ? Anh chị hình dung như vậy. Anh chị lệnh trước thì anh chị cần cái lệnh sau cần giá trị kết quả của tính toán lệnh trước. Tuy nhiên thì lệnh trước thì chưa 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 có đến cái đoạn tính toán cái ra kết quả, thì cái lệnh sau làm thế nào lệnh sau được thi được, đúng không ạ? Thì có xung đột, gọi là xung đột dữ liệu. Lệnh sau cần dữ liệu của lệnh trước nhưng mà dữ liệu đó chưa chưa sẵn dùng, chưa có, đúng không ạ? Chưa có. Thứ ba là xung đột điều khiển. Thì khi một lệnh dự kiến không thể thực thi trong đúng chu kỳ pipeline của nó, do lệnh nạp vào không phải là lệnh cần thực thi. Đấy. Thì cái lệnh điều khiển này, cái xung đột điều khiển này các anh chị là gặp trong cái giai đoạn là lệnh nhảy có điều kiện.
thì chúng ta giả sử chúng ta có lệnh lệnh thực thi là lệnh nhảy mà rain or decoy đó thì được nạp vào thực thi. Đấy. Thì mặc định thì khi giai đoạn thì cái lệnh nhảy này được nạp vào, được phân tích này á, thì cái lệnh tiếp theo sẽ được nạp vào không ạ? Giai đoạn xong cái đoạn lệnh cái lệnh nhảy này nó xong cái giai đoạn đầu tiên, đi qua giai đoạn thứ hai thì lệnh tiếp theo sẽ được nạp vào. Tuy nhiên giả sử là cái lệnh nhảy thì cái điều kiện nó thỏa mãn, điều kiện nó thỏa mãn tức là cái lệnh thực thi kế tiếp không phải là cái lệnh ngay sau nó, không phải là lệnh ngay sau nó mà cái lệnh đâu đó được chỉ định trong cái lệnh nhảy, thì như vậy thì cái lệnh làm vào này là không phải là cái lệnh đúng, không phải là lệnh đúng, không phải là lệnh đúng, không phải là lệnh đúng. Nhưng mà tại vì mặt cái được byline thì cái lệnh này mới nạp vào xong cái giai đoạn đầu tiên thì lệnh thứ hai, lệnh ngay phía sau nó sẽ được nạp vào, được nạp vào không ạ? Đấy. Tuy nhiên cái lệnh lập vào này có thể là không phải cái lệnh cần thực thi, do cái lệnh nhảy là nó nhảy đến là đến một cái lệnh nào đó khác. Đấy. Thì cái lệnh cần thực thi là cái lệnh nào đó khác chứ không phải là lệnh ngay phía sau đó, là lệnh nhảy mà nhảy nó điều khiển nó thay đổi công trúc, thay đổi cái lệnh cần thực thi tiếp theo. Đấy. Do thì cái này gọi là xung đột điều khiển, điều khiển. Đấy. Cái lệnh nạp vào này không phải là cái lệnh cần thực thi, không phải là cần thực thi. Chị Dung ạ, là nhảy là nó là phải chỉ định cái điều kiện để thực hiện lệnh nhảy, nhảy là tức là nó nhảy qua cái lệnh khác, nó không có không có thực thi cái lệnh kế tiếp. Đấy. Thì cái này gọi là xung đột điều khiển. Đấy. Thì nói chung có ba loại xung đột như vậy. Đấy, xung đột cấu trúc tức là một thành phần phần cứng nào đó nó chỉ cho phép một lệnh truy xuất nó một thời điểm, trong thời điểm rồi. Có thể có trường hợp là hai lệnh cùng truy xuất, hai hoặc nhiều, hai cái nhiều lệnh cùng truy xuất thì nó sẽ các lệnh một lệnh được truy xuất, chỉ một lệnh được truy xuất thôi, các lệnh sau phải chờ, các lệnh sau phải chờ. Là xung đột cấu trúc tại phần cứng nó không cho phép như vậy. Xung đột dữ liệu là do là lệnh sau nó chờ kết quả lệnh trước và kết quả chưa có và chưa có, là xung đột dữ liệu. Và xung đột điều khiển là cái việc là cái lệnh nạp vào không phải là cái lệnh cần thực thi, tại do cái việc là nhảy có điều kiện, nó cái điều kiện nhảy nó hay là nó được kích hoạt đó, đúng không? Thì đó là cái ba cái loại xung đột sẽ xảy ra khi dùng kỹ thuật công dẫn. Thì xét cái xung đột cấu trúc đầu tiên, xung đột cấu trúc thì xét cái sơ đồ byline của ba cái lệnh, ba lệnh lót này, đây lệnh thứ nhất, lệnh thứ hai, lệnh thứ ba, lệnh lót này. Giả sử rằng chúng ta có một bộ nhớ đơn duy nhất thay vì bộ nhớ lệnh và dữ liệu. Trong cái mô hình ta xem xét á, database ta xem xét thì chúng ta xét là cái bộ nhớ dữ liệu và bộ nhớ chỉ thị nó khác nhau, bộ nhớ dữ liệu và bộ nhớ chỉ thị nó khác nhau. Đấy. Cái phần injection fact này thì nó đọc dữ liệu từ cái bộ nhớ chỉ thị, không ạ? Cái phần data set này là đọc cái dữ liệu từ cái bộ nhớ dữ liệu, không ạ? Trong cái sơ đồ á, trong sơ đồ thì ta nhắc là đây. Ta phân tách ra là bộ nhớ chỉ thị, bộ nhớ dữ liệu nó riêng lẻ, không ạ? Đây là sơ đồ này. Đây. Bộ nhớ chỉ thị, bộ nhớ dữ liệu riêng lẻ. Đây. Tuy nhiên giả sử là trong trường hợp có một cái cài đặt là cái bộ nhớ chỉ thị và bộ nhớ lệnh nó cùng nó là một. Tức là nó không phân biệt cái bộ nhớ chỉ thị và bộ nhớ dữ liệu. Nó là một. Đấy. Thì trong trường hợp như vậy á, thì giả sử là có cái lệnh thứ tư, trong này có ba lệnh thôi, lệnh thứ tư. Thì lệnh thứ tư nó sẽ bắt đầu injection fact tại đây, không ạ? Injection fact tại đây. Chọn là injection fact tại đây. Nếu có lệnh thứ tư, injection fact nó sẽ diễn ra tại đây, tại cái khoảng thời gian từ 200 đến 600 này, không ạ? Từ 600 đến 800 này. Đấy. Giả sử có một lệnh thứ tư đó, có lệnh lock vào thứ tư là đó, không ạ? Thì tại cái khoảng thời gian từ 600 đến 800 này, 600 đến 800 này, thì lệnh thứ tư sẽ bắt đầu là injection fact, tại vì lệnh thứ ba nó mới hoàn thành injection fact, đấy, giả sử có lệnh thứ tư, đấy. Và cái data, cái bộ nhớ dữ liệu và bộ nhớ chỉ thị nó cùng thống nhất với nhau, nó không phân chia, không tách rời nhau,
Đấy. Thì tại cái khoảng thời gian này, chúng ta thấy là sẽ có hai cái lệnh cùng chi sức cái bộ nhớ. Cái lệnh thứ nhất sẽ là ở giai đoạn data set, mà đoạn data set. Và thứ tư này là chọn injection track. Đây nó cùng chi sức bộ nhớ này. Đấy, bộ nhớ này. Đấy, nhớ sức này. Thì như vậy thì không được ha, không được. Đấy, không được. Thì có hai lệnh cùng chi sức bộ nhớ này, như vậy thì bộ nhớ này chỉ cho phép một lần, một lệnh chi sức cho tạo thời điểm thôi. À, nó có một, giả sử nó có một input gì thôi. À, anh chỉ định cần đọc dữ liệu, cần ghi dữ liệu đó thì anh chỉ vào đây. Đấy, đưa vào đây. Thì lệnh này đưa vào thì lệnh kia không thể đưa vào được. Đấy. Như vậy thì cái này gọi là xung đột cấu trúc, cái phần cứng nó không cho phép. Đấy. Tại cái thời gian từ 600 đến 800 này, tại cái ô thời gian này. Đấy. Lệnh thứ nhất là chi sức data set, lệnh thứ hai, lệnh thứ tư là cũng cần cái đọc cái lệnh, injection fact thì đọc lệnh. Đấy. Thì trong trường hợp như vậy, những điều kiện xảy ra đúng tả như vậy thì ở đây cái dạng là cái lệnh thứ tư này không thể thực thi cái dòng injection fact tại cái thời điểm này. Thời điểm này không thể là injection fact được. Không thể thi injection fact được, đúng không ạ? Thì đó là cái ví dụ về xung đột cấu trúc đó. Xung đột cấu trúc. Cái phần cứng nó không hỗ trợ. Đấy. Cái việc là có nhiều lệnh cùng chi sức đó nó. Đó. Rồi, đó là dạng xung đột thứ nhất. Xung đột thứ hai thì ngay cái gì dễ hiểu hơn là xung đột về dữ liệu. Dữ liệu. Thì cái này là lệnh sau nó cần dữ liệu, cần cái kết quả của lệnh trước để nó thực hiện tính toán. Tuy nhiên thì bất thường cái cách thực hiện pipeline, lệnh này ngay nói phía sau, ngay sau lệnh trước á. Thì có thể là cái lệnh phía trước, cái kết quả từ phía trước đó nó chưa có, kết quả nó chưa có, vậy làm thế nào lệnh sau nó thực thi được, không ạ? Ví dụ nó có hai cái lệnh add, sub liên tiếp nhau này. Lệnh add thì nó sẽ lấy, trong hợp này là lấy là t0 cộng t1 và lưu vào x0, không ạ? Lưu kết quả vào x0. Lệnh sub thì nó lấy là x0 trừ cho t3 và lưu vào t2. Như vậy thì chúng ta sẽ thấy là đây. Cái lệnh thứ hai, lệnh sub này nó cần kết quả của lệnh add, đó thì phải lệnh add nó phải cho có kết quả rồi thì lệnh sub mới thực thi được, mà với tuy nhiên với việc là nối đuôi nhau như này, lệnh này tới lệnh trước thì lệnh sau tới lệnh này mới xong giai đoạn đầu tiên thì tới lệnh trước xong giai đoạn đầu tiên, lệnh sau bắt đầu, thì như vậy thì cái lệnh này nó chưa có kết quả, tại thời điểm này chưa có kết quả, lệnh trước đó nó chưa ra cho cái kết quả, do thì không thể thực hiện được, thì trong ví dụ trên này, nếu áp dụng pipeline bình thường thì công đoạn giải mã tức là đọc cái toán hạng của cái lệnh sub này, đọc toán hạng của lệnh sub này, nó sẽ cùng lúc với giai đoạn thực thi của lệnh add. Giải mã của lệnh sub sẽ cần đọc giá trị, giải mã thì đoạn đọc cái toán hạng không ạ, thì nó cần đọc giá trị của x0, cần giá trị của x0. Mà tại vì cái công đoạn tại thời điểm đó thì cái lệnh app đang trong giai đoạn thực thi, nó chưa ghi dữ liệu vào x0, mới thực hiện bắt cộng, nó chưa ghi dữ liệu vào x0. Đấy. Nhớ là cái việc ghi dữ liệu vào x0 xảy ra tại công đoạn cuối cùng, tại công đoạn cuối cùng là write back, không ạ, cập nhật thanh ghi, write back, thì lúc đó thì cái dữ liệu nó mới là lưu xuống x0, thì lúc đó thì sub mới là đọc được, nếu mà lệnh sub cố gắng thực thi thì nó sẽ đọc dữ liệu cũ của x0, tức là dữ liệu nó chưa ghi lưu kết quả mới, như vậy thì cái kết quả tính toán thì sai, nếu là cố gắng thực thi. Lệnh ngày ngay phía sau trước như vậy thì nó sẽ là làm sai lệnh kết quả mong muốn. Như vậy thì đây gọi là xung đột dữ liệu ha, lệnh này có hai lệnh này vẫn thực thi, liên tiếp được, nhưng mà cái kết quả thì bị sai, không như ý muốn,
Thì cách đơn giản là gì? Chờ thôi á, chờ. Đấy. Tại vì lệnh 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 sub này, cách giải quyết đơn giản là đơn giản nhất á, là cho chờ. Thì lệnh sub nó cần kết quả x0 từ cái lệnh add phía trên đó. Và cái việc x0 này chỉ có được cập nhật cái giá trị của x0 này chỉ được cập nhật cái giá trị mới tại cái đoạn là write back và đoạn ghi dữ liệu. Thì như vậy thì chờ thôi, chờ thôi. Chờ thôi, phải chờ là hai cái chu kỳ, hai chu kỳ. Chờ hai chu kỳ. Chờ chu kỳ. Thì lúc đó thì cái lúc này thì lệnh sub mới thực thi được mà được. Mới thực thi được. Thì nó mới có kết quả của cái trị cái thanh x0. Thì cái việc chờ này là gọi là cái thời gian lãng phí nha. Chờ thì ta nó không thực thi gì cả thì gọi là lãng phí. Lãng phí hai cái chu kỳ xung lốc. Hai chu kỳ xung lốc. Hai chu kỳ trong hai cái chu kỳ này thì nó không thực thi gì cả. Như vậy gọi là cái thời gian lãng phí nha. Lãng phí. Rồi. Thì với chờ như này thì nó giải quyết được không ạ? Nó làm cho bài toán ta đúng đắn, làm cái kết quả như mong muốn đấy. Tuy nhiên thì nó gây lãng phí, gây lãng phí, gây lãng phí cái hai cái khoảng thời gian, hai cái chu kỳ xung lốc, hai chu kỳ xung lốc chờ tức là không làm gì cả, không làm gì cả, đúng không ạ? Thì nó bị lãng phí. Thì có cách khác thông minh hơn, thông minh hơn. Thay vì chờ như này thì có cách khác thông minh hơn, gọi là kỹ thuật nhìn trước á, nhìn trước. Đây, nhìn trước thông minh hơn. Thì thay vì chờ hai chu kỳ rỗi mới nạp lệnh sub mới là nạp lệnh lệnh sub vào. Đấy, chờ hai chu kỳ rỗi thì ta mới nạp lệnh sub vào. Thì thay vì như vậy á thì ngay khi cái ALU hoàn thành kết quả tính toán á, cho lệnh add thì ta biết lệnh lệnh phía sau này nó cần kết quả tính toán mà. Vậy thì ngay phía sau, ngay sau khi cái việc ta thực hiện kết quả tính toán cái bước thực thi kết quả đấy. Ta không cần phải chờ cái tới cái giai đoạn là write back để ghi dữ liệu đấy. Mà chúng ta sẽ là chuyển trực tiếp cái kết quả đạt được cho cái xuống lệnh phía sau đấy, xuống lệnh phía sau đó mà chuyển trực tiếp cái kết quả ta tính toán được cho cái đấy, cho cái gửi 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 đến cái lệnh phía sau đó. Đấy, có thể gửi đến cái bộ cái vùng điểm nào đó, bộ nhớ điểm nào đó. Đấy, cái là bạn cần kết quả thì tôi lấy dùng kết quả này tạo này. Đấy. Tại vì các trong đoạn sau thì tôi chỉ đơn giản tôi ghi kết quả xuống thôi, ghi kết quả là cái xanh ghi thôi. Đó, nếu cần anh cần kết quả sớm á thì anh đọc dữ liệu này, anh cứ dùng dữ liệu này giữ dùng cái kết quả tính mới tính toán được này. Đấy. Thì cái này nó thông minh hơn á, nó gọi là cái được nhìn trước. Đấy. Tức là gì? Nó thấy là cái lệnh phía sau cần dữ liệu của nó, cần dữ liệu tính toán được đây. Thì như vậy thì nó sẽ gửi trực tiếp. Đấy, gọi xuống nó không cần cái lệnh sau, không cần phải chờ thêm hai giai đoạn này để đọc dữ liệu lên, để đọc dữ liệu mới từ thanh ghi. Ngay sau là ngay khi nó có kết quả là ok, có kết quả tính toán rồi, hai giai đoạn sau thì không thay đổi kết quả gì cả. Do thì tôi chỉ là tôi sẽ gửi trực tiếp cho tôi sẽ gửi chuyển cho lệnh phía sau luôn, chuyển lệnh phía sau. Đấy, lúc này thì lệnh phía sau sẽ lấy kết quả kết quả từ trước. Đúng không? À, nó sẽ chuyển kết quả đây làm cái toán hạn cho cái lệnh phía trước, là gửi phía sau chứ. Đấy. Kết quả tính toán từ giai đoạn thực thi này sẽ là cái toán hạn của cái lệnh phía sau. Cái này định nghĩa cái được nhìn trước là một phương pháp giải quyết xung đột dữ liệu bằng cách là thêm một cái một bộ điểm, một bộ nhớ chứa dữ liệu tạm đây. Thì các dữ liệu cần chi xuất thì cần á thì nó sẽ chuyển lệnh lệnh trước nè, lệnh sau là cần dữ liệu từ lệnh trước thì lệnh trước tính toán được thì nó sẽ chuyển qua đây, chuyển ghi dữ liệu đây. Và lúc này thì lệnh sau chỉ cần đọc dữ liệu từ đây, làm đọc dữ liệu ghi bởi cái lệnh trước đó để thực hiện tính toán. Đấy. Thì dấu nói nôm na là chuyển chuyển qua chuyển lệnh lệnh trước nó chuyển cho chuyển cái kết quả tính toán cho lệnh sau, nó không lệnh sau không cần phải đợi.
Tuy nhiên nó cũng cái cách này nó cũng có, nó không có giải quyết triệt để, không giải quyết triệt để cái vấn đề này, không biết rồi. Trong cái ví dụ này thì nó giải quyết triệt để mà, lệnh sau nó không cần phải chờ lệnh trước gì cả. Trong ví dụ cụ thể như này á thì nó giải quyết triệt để, tức là nó không cần phải chờ, đúng không? Giống như nó hoạt động giống như là nó không có xung đột. Đấy. Đối với ví dụ cụ thể này thì nó giống như là không có xung đột với cái thuật trình trước, thì nó làm giống làm cho là cái việc thực thi hai lệnh này nó không có xung đột. Tuy nhiên có những ví dụ khác khi có xung đột dữ liệu và cái lệnh dình trước này nó không giải quyết một cách triệt để, không giải quyết một cách triệt để. Nó giải nó hạn chế nhưng mà nó không giải quyết triệt để. Đấy. Ví dụ thì thay vì cái lệnh trước cái lệnh sub là lệnh không phải lệnh add mà lệnh load work. Trước cái lệnh sub không phải lệnh add mà lệnh load work. Đấy. Thì cái này cũng là load từ bộ nhớ tại địa chỉ là 20 cộng cho T1 load vào S0. Nói chung thì chúng ta cần có dữ liệu của S0. Cần dữ liệu S0. Cần dữ liệu của S0. Lệnh sub gì cần dữ liệu của S0? Lệnh S0 này phải là load từ bộ nhớ chứ không phải là tính toán giống như cái lệnh add như này. Tuy nhiên đối với lệnh load á thì cái kết quả ta mong muốn á không phải là từ cái giai đoạn thực thi, không phải tại cái giai đoạn thực thi, không phải tại cái giai đoạn thực thi, không phải tại giai đoạn thực thi á, mà tại giai đoạn chiết xuất dữ liệu, chiết xuất dữ liệu. Đấy. Cái kết quả ta mong muốn cái cần á, cần á thì nó không có sẵn tại giai đoạn thực thi đối với lệnh load á. Đấy. Đối với lệnh add thì cái kết quả mong muốn là tại tại giai đoạn thực thi nó có. Tuy nhiên đối với load work á, thì giai đoạn thực thi chỉ cho qua cái địa chỉ thôi. Nó chỉ cho ra cái địa chỉ trên bộ nhớ nó đi đọc dữ liệu thôi. Không phải là cái dữ liệu ta mong muốn. Không phải dữ liệu ta mong muốn. Không phải dữ liệu muốn. Mà cái dữ liệu ta mong muốn là phải sau khi cái giai đoạn là đọc data set. Data set. Data set. Thì ta mới ra được cái dữ liệu ta mong muốn. Đấy. Mong muốn. Đấy. Đúng không ạ? Đối với lệnh add thì giai đoạn thực thi sẽ cho kết quả mong muốn. Tuy nhiên đối với lệnh load á thì không phải giai đoạn thực thi cho kết quả muốn mà giai đoạn là chỉ số bộ nhớ dữ liệu cho kết quả ta cần. Okay. Thì trong trường hợp này đó ta dùng kỹ thuật trình trước đi nữa thì cho dù ta dùng kỹ thuật trình trước đi nữa thì ta vẫn phải chờ chờ một chu kỳ, ít nhất một chu kỳ, chờ ít nhất một chu kỳ, chờ một chu kỳ, chờ một chu kỳ để là lúc này thì để mới có cái ta mới cần mới mới có thể là đọc được dữ liệu ta mong muốn. Thì cái này ý nói đến là gì? Cái việc kỹ thuật trình trước này nó không có giải quyết cách triệt để các loại xung đột dữ liệu, xung đột dữ liệu. Đấy, nó chỉ hạn chế thôi. Trong trường hợp này thì thay vì chờ hai chu kỳ, ta chỉ cần chờ một chu kỳ thôi, một chu kỳ thôi. Thì ta vẫn là lãng phí một chu kỳ. Đúng không? Trong giai đoạn trong ví dụ trước đây là nó áp đi sub đó, như này thì nó không cần phải chờ gì cả, không cần chờ gì cả. Tuy nhiên thì có những cái trường hợp khác, ví dụ trong trường hợp này load work theo sau bởi sub thì lúc này thì chúng ta phải chờ ít nhất một chu kỳ. Thì chúng ta mới có được đọc kết quả muốn, cho dù ta sử dụng kỹ thuật nhìn trước đi nữa. Đấy, thì cái ý nghĩa cái rút ra từ cái bài học này tức là cái kỹ thuật forwarding này nhìn trước này nó không giải quyết bất triệt để, nó chỉ làm có thể là rút ngắn hạn chế một phần nào đó thôi. Thì đây là cái hai hình ta tóm tắt lại. Tóm tắt lại như này. Hai cái trường hợp xung đột dữ liệu. Đó như này. Rồi. Tiếp theo là cái xung đột cuối cùng, loại xung đột cuối cùng là xung đột điều khiển, xung đột điều thì xung đột điều khiển thì xảy ra khi ta thực thi cái lệnh nhảy, lệnh nhảy. Nhảy số nhảy nhảy có điều kiện. Một số lệnh nhảy có điều kiện hoặc là không có điều kiện trong MIP tạo ra xung đột điều khiển này. Ví dụ xét cái chương trình sau, nhất là chỉ thị sau, nó có ba chỉ thị thôi. Lệnh add đó. Add thanh niên số 5 cộng thanh niên số 6 luôn và thanh niên số 4 mà. Lệnh ren on echo thì cái này nghĩa là nó so sánh cái thanh niên số 1 với thanh niên số 2. Nếu hai thanh niên này bằng nhau
thì nó nhảy đến cái chỉ thị được chỉ định bởi cái nhãn này, cái label này, những cái nhãn này. À, nếu mà nó không bằng nhau thì nó sẽ thực thi cái lệnh ngay phía sau đó, à, tức là nó không nhảy đến cái label mà nó thực thi cái lệnh kế tiếp. À, thì nếu mà áp dụng cái pipeline thông thường á, thì tại chu kỳ thứ ba của pipeline, kỳ pipeline thứ ba, nghĩa là sau khi cái lệnh nhảy này nó được xong cái giai đoạn đọc, xong cái đoạn injection phát, cái đoạn đầu tiên á, tức là nó bắt đầu thực thi giai đoạn giải mã, thì lệnh load sẽ được nạp vào. Lệnh này xong giai đoạn đầu tiên, nhảy này xong giai đoạn đầu tiên, thì cái lệnh tiếp theo sẽ được nạp vào. Tuy nhiên nếu mà điều kiện bằng nó xảy ra, tại lúc này chúng ta chưa biết nó bằng không, nhưng mà nếu nó bằng nhau thì cái lệnh cần thực thi không phải là lệnh phía sau này, mà là cái lệnh được chỉ định bằng cái nhãn này, tức là nhảy đến chỗ này mà. Như vậy thì cái chỗ này ta lót vào, nhưng mà có thể là không phải là cái lệnh ta cần thực thi. Nếu mà điều kiện bằng của lệnh rand echo này xảy ra, thì lệnh thực hiện tiếp theo không phải lệnh lót vào, mà là lệnh được cái gán cái nhãn label này. Thì khi trường hợp này xảy ra gọi là xung đột điều khiển, xung đột điều khiển. Thì cách giải quyết như nào? Cách giải quyết đơn giản nhất là chờ thôi. Thì cứ gặp lệnh nhảy rồi hãy chờ coi khi nào ta kết quả, thì lúc đó ta mới nạp cái nạp cái lệnh cần thực thi vào. Đấy, cách đơn giản nhất là chờ, chờ. Thì gặp lệnh nhảy thì ta chờ, chờ ta tính toán xong, xét xong, ta lúc đó thì ta mới là thực hiện là cần biết là lệnh nào cần phải nạp vào tiếp theo. Thì đó là luôn là cách đơn giản nhất ha. Thì với cái chờ thì nó lãng phí, nó phải gặp lệnh nhảy thì phải chờ, như vậy chờ một chu kỳ thì nó lãng phí một chu kỳ, đúng không ạ? Ta muốn là tận dụng tối đa có thể á, ta luôn luôn cái phần cứng mà ta muốn làm việc tối đa có thể, ta không có muốn lãng phí. Đó, ta luôn ta nghĩ cách, nghĩ ra những ý tưởng này nọ, ta làm sao cho nó hoạt động 100%, càng là 100% công sức. Nó lãng phí một cái công đoạn đó thì nó ta không mong muốn. Thì như vậy thì ta đơn giản đấy, đơn giản, cách giải quyết đơn giản đấy, nhưng mà nó không hiệu quả thì người ta không muốn. Thì cách đơn giản, cách chờ thì nó đơn giản, tuy nhiên đơn giản dễ cài đặt không ạ, thì cứ chờ thôi chứ đâu có gì đâu. Tuy nhiên thì có lãng phí đó, thì có cách cải tiến hơn là ta dự đoán, có thể dùng phương pháp dự đoán. Thì chỉ có hai khả năng thôi mà, hoặc là nhảy hoặc là không nhảy, chỉ có hai khả năng thôi. Thì ta cứ dự đoán là giả sử thì có hai cách, có hai cái kết quả outcome như vậy, thì ta sẽ hai cái kết quả đầu ra như vậy, thì ta dự đoán thôi. Thì chọn cách nào cũng được mà, ta dự đoán. Dự đoán là cái điều kiện nhảy nó mặc định sẽ không xảy ra, thì như vậy thì ta cứ tiếp tục thực thi lót cái lệnh tiếp theo bình thường. Nếu mà lỡ nó xảy ra thì lúc đó người ta mới bỏ lệnh này, ta nạp lệnh kia. Thì như vậy thì cách xử lý thông minh hơn á, là chúng ta sẽ dự đoán. Thì 50-50 mà. Đấy, cũng không có gì 50-50 không ạ. Dự đoán không có gì thì 50-50. Hoặc là điều kiện đúng xảy ra hoặc là không xảy ra thôi. Thì tuy nhiên mà nếu là đúng á, nếu là đúng như dự đoán á, thì không lãng phí gì cả. Nếu đúng dự đoán thì ta không phải cờ trời cả. Nếu dự đoán đúng thì chương trình sẽ không lãng phí chu kỳ xuống lớp nào. Và nếu sai á, thì chúng ta chỉ bỏ cái lệnh thông thường vừa nạp thôi, ta sẽ lệnh cái nạp tiếp theo. Vậy ta cũng chỉ lãng phí là một chu kỳ thôi, một chu kỳ xuống lớp thôi. Như vậy thấy là cái cách cài đặt này thì nó sẽ thông minh hơn không ạ? Thông minh hơn. Cách cài đặt trước á, cách chờ này thì luôn luôn là lãng phí một chu kỳ, luôn luôn lãng phí một chu kỳ, nó hàng số. Cách chơi thứ hai từ dự đoán á thì 50-50. Đấy, 50-50. Thì như vậy thì nếu mà dự đoán đúng á, thì ta không chờ. Nếu mà sai thì ta cũng một chu kỳ thôi. Lỡ một chu kỳ thôi, mất một chu kỳ thôi.
Đúng không ạ? Thì như vậy thì cái cách giải quyết này nó ok ha, ok ha. Thì đây cái mô hình cái miêu tả cái hai phương pháp này ha. Đấy. Thì ta dự đoán là ta chọn cái dự đoán kiểu nào cũng được, 50-50 là chọn kiểu nào cũng được. Thì ta dự đoán là cái điều kiện nhảy nó không xảy ra. Để cứ gặp cái lệnh nhảy là cái điều kiện nhảy sẽ không xảy ra. Để ta dự đoán như vậy ha. Đấy. Cứ gặp điều kiện nhảy thì ta mặc định là điều kiện này sẽ không xảy ra đâu. Không xảy ra đâu. Đấy. Đó thì khi thực hiện lệnh nhảy á, sau khi đọc vậy mà đọc xong khi insertion phát lệnh nhảy xong cái giai đoạn đầu tiên á. Đấy. Thì chúng ta sẽ nạp cái lệnh liền phía sau nó. Tại ta dự đoán là nó không xảy ra, cái điều kiện nhảy nó không xảy ra. Đấy. Đó thì ta cứ nạp cái lệnh tiếp theo từ thực thi. Trường hợp dự đoán đúng thì không có gì, dự đoán đúng thì ta không lãng phí gì cả, thì cứ thực thi bình thường. Đấy. Trong trường hợp dự đoán sai, nghĩa là hai cái điều kiện nhảy nó xảy ra, thì như vậy thì ta chỉ cần bỏ cái lệnh ta vừa nạp, ta nạp lại cái lệnh mới, đấy, được chỉ định bởi cái được chỉ định trong cái lệnh nhảy, thì lúc này thì ta chỉ lãng phí một chu kỳ thôi, đây đúng không ạ, cái chuyện chung ạ. Thì đó là cái trong cái chương này, thì chương này chỉ ngắn gọn thôi, ta hiểu được cái kỹ thuật ống dẫn giúp tăng tốc cái số lượng thực thi trong một số lượng lệnh thực thi trong một đơn vị thời gian. Mỗi lệnh thì ta không làm tăng cái thời gian thực thi, không làm giảm thời gian thực thi của từng lệnh, tuy mà ta giả làm giảm thời gian thực thi của một cái tập các lệnh. Nếu số lượng lệnh càng càng lớn thì chúng ta cái thời gian ta rút ngắn càng nhiều. Đó là kỹ thuật ống dẫn ha. Và trong kỹ thuật ống dẫn này thì có gì, có cái vấn đề gọi là xung đột dữ liệu sẽ xảy ra. Xung đột giữa các lệnh. Các lệnh hay có giữa các lệnh thi thì có thể là có xung đột xảy ra, tại vì tại một thời điểm có nhiều lệnh thực thi đồng thời đúng không? Thì như đây thì các lệnh có thể là phụ thuộc lẫn nhau, có thể là phần cứng nó không hỗ trợ, có thể là cái việc điều khiển, cấu trúc điều khiển nó ảnh hưởng đến cái luồng thực thi của chương trình, đúng không? Thì cụ thể ta liệt kê đã xung đột cấu trúc đó, phần cứng nó không hỗ trợ nhiều lệnh tại một thời điểm, xung đột dữ liệu là lệnh sau nó cần dữ liệu của lệnh trước mà nó chưa có, đúng không? Xung đột là điều khiển là gì? Cái lệnh nhảy, các lệnh nhảy trong chương trình nó gây biến đổi cái luồng thực thi, không phải cái lệnh tiếp theo cần thực thi mà cái lệnh đâu đó chỉ định bởi cái lệnh nhảy tại vị trí đó, thì xung đột, ba loại xung đột, ba cái vấn đề xảy ra nó dùng kỹ thuật công dẫn. Thì chúng ta có cách giải quyết không, các bạn này có cách giải quyết. Ví dụ như trong đọc dữ liệu thì chúng ta phải dùng kỹ thuật nhìn trước, đúng không ạ? Trước họ cho điều khiển thì chúng ta đơn giản là ta dự đoán là cái việc nhảy nó xảy ra hay không, đúng không ạ? Xung đột cấu trúc thì có thể là thêm phần cứng mới, nhưng mà ta biết như vậy thì ta thấy là thêm phần cứng mới. Đấy, thêm phần cứng khác, dù cái phần cứng nào đó mà có nó gây ra quá trình tắc nghẽn như vậy thì ta thấy là thêm một cái phần cứng, một cái bản sao chép mới của phần cứng đó, bản sao của phần cứng đó, như vậy thì có thể là hỗ trợ nhiều lệnh tại một điểm. Đấy, như vậy. Vâng. Rồi, trong chương này thì các anh chị có thắc mắc không ạ? Vẫn chưa có thắc mắc này ơi. Rồi, hiểu, nói chung là ta hiểu thôi, gì tốt gì đâu giờ. Nếu ta không có thắc mắc thì ok. Đấy, tức là các vấn đề ta trình bày đều nắm được. Thấy nó cũng dễ hiểu thầy. Vậy thôi, dễ hiểu thì tốt rồi. Các anh chị thấy dễ hiểu là tốt rồi. Ta học môn nào gì thấy dễ hiểu là ok, tốt rồi.
Rồi. Thì cái chương này chỉ vậy, đơn giản vậy thôi, ta hiểu cái ý tưởng vậy thôi. Anh chị chờ xíu để nó chuẩn bị. Thì nhắc lại là anh chị trong cái tuần này tới hết chủ nhật, hết nhật này thì anh chị có cái bài bài tập đó, bài tập trên cái trang học liệu của trung tâm đấy. Thì anh chị nào chưa làm thì anh chị tranh thủ làm ha. Thì nãy tôi có xem qua thì có 43 43 anh chị đã hoàn thành đấy. Đó thì anh chị nào chưa làm thì anh chị tranh thủ làm á trong tuần này á. Tiếp theo thì ta nói về cái phần nói xíu về cái phần bộ nhớ, cách tổ chức bộ nhớ trong cái máy tính. Thì các anh chị thì cái slide này chưa được duyệt hóa ha, thì các anh chị vui lòng ta sẽ xem cái phần chịu khó xem phần tiếng Anh xíu. Đây, thì ta chỉ nói cái phần đơn giản thôi, những cái ý tưởng đơn giản thôi. Đấy. Thì mà cái slide thì là tiếng Anh chưa được duyệt hóa. Thì cái ý tưởng của chương này là nói về cái cách tổ chức cái bộ nhớ trong cái máy tính. Bộ nhớ tính. Thì máy tính thì thành phần quan trọng thì chúng ta có các bài trước thì chúng ta làm tìm hiểu về cách biểu diễn dữ liệu và biểu diễn số này nọ và cái CPU, chủ yếu là tập trung cái CPU đúng không ạ? Cái bộ bộ làm tính đó. Đấy, cái CPU của nó. À, chúng ta tìm hiểu cái cách thực thi cái lệnh, cái sơ đồ này nọ, các kỹ thuật ống dẫn là kỹ thuật để chúng ta tăng tốc cái việc thực thi cái tập lệnh thôi. Đấy. Cái thứ hai là cái quan trọng, thành phần quan trọng thứ hai là cái bộ nhớ, bộ nhớ. Đấy. Nó có thêm cái phần nữa là cái phần thiết bị ngoại vi, cái thiết bị IO đó. Đấy, đó thì chúng ta không có tìm hiểu, chúng ta chỉ nói về phần hai phần chính đó là cái CPU và cái bộ nhớ, bộ nhớ. Thì cái quy tắc, cái cách tổ chức bộ nhớ nó tuân theo cái nó tuân theo cái nguyên lý gọi là nguyên lý tính cục bộ, tính cục bộ minh trình ha, tính cục bộ minh trình. Đấy. Thì cái nguyên lý này nó ảnh hưởng đến cái cách ta tổ chức bộ nhớ trong cái cách tổ nhớ máy tính hoặc nguyên lý tính cục bộ. Rồi. Thì cái chương trình á, nhìn chung á, chương trình nói chung á, thì nó có xu hướng là nó chỉ chi xuất tại một cái thời điểm, tại một cái thời điểm thì nó chỉ làm việc trên một cái tập dữ liệu nhỏ thôi. Chương trình nó nói chung á, thì nó chỉ làm việc trên một cái tập dữ liệu nhỏ tại một thời điểm nào đó thôi. Nó chỉ chi xuất một cái phạm vi dữ liệu rất là nhỏ trong một cái khoảng thời gian tại thời điểm đó thôi, nó làm việc trên một tập dữ liệu nhỏ tại khoảng thời gian nào thì đây nguyên lý này có hai cái nguyên lý nha, gọi là nguyên lý tính cục bộ theo không gian và tính cục bộ theo thời gian, cục không gian cục thời gian. Đấy. Cái này là gọi là cục bộ thời gian, cục bộ theo thời gian. Đây, thời gian. Dưới này là cục bộ theo không gian. Không gian. Thì cái tính cục bộ theo cái nguyên lý cục bộ thời gian á, thì này nó phát biểu là khi một cái mục dữ liệu nào đó được truy cập, được truy cập gần đây
được như năm gần đây, thì nó sẽ có xu hướng được chi xuất trong thời gian gần, trong tương lai gần. Đấy. Thì anh chị hình dung giống như có một cái biến x nào đó, anh chị chi xuất, thì rất nhiều khả năng là cái biến x này trong tương lai sẽ được, trong tương lai gần sẽ được chi xuất một lần nữa. Ý nghĩa là vậy. Đấy, là vậy. Đó là tính cục bộ về thời gian ha. À, tức là cái mẫu dữ liệu, một mẫu dữ liệu đó, bây giờ một biến nào đó, đấy, anh chị chi xuất thì rất nhiều khả năng là nó sẽ được chi xuất lại lần nữa trong tương lai gần. Đấy, trong tương lai gần. Đấy. Thì cái này là lại nói là tại vì trong chương trình nó có nhiều cái có gọi là cái dòng lặp không ạ? À, dòng lặp. À, một dòng lặp thì nó thực thi một tập chỉ thị, sau đó thì nó quay lại thực thi tiếp. À, lặp thì tiếp thì lặp mà. Lặp mà. Thì như vậy thì nó cái chương trình thì nó chứa dòng lặp. Đấy. Đó thì nó sẽ có tính cục bộ về về không gian, về thời gian chứ, về thời gian. Đấy. À, một cái biến dữ liệu được chi xuất thì có nhiều khả năng là nó sẽ được chi xuất lần nữa trong trong cái tương lai gần. Đấy, trong tương lai gần. Đúng không ạ? Đó là cái tính cục bộ thời gian. À, tính cục bộ không gian như nào? À, cục bộ không gian thì nói không gian thì anh chị biết là thì có nghĩa là gì? À, một cái mục dữ liệu được chi xuất gần đây. À, một dữ liệu được chi xuất đây thì nhiều khả năng những cái anh xung quanh đó sẽ được chi xuất trong tương lai gần. À, đó là cục bộ không gian ha. À, nhắc lại. À, tức là một cái mục dữ liệu, một cái mẫu dữ liệu đó, một cái biến gì đó, mà biến dữ liệu đó à, được chi xuất. À, tại thời điểm này thì nhiều khả năng những cái mẫu dữ liệu xung quanh cái nó, xung quanh nó, nó không gian mà. Đấy, sẽ được chi xuất trong tương lai gần. Trong tương lai gần. Đấy, tương lai gần. Thì cái này là tại vì cái tương lai không gian được thể hiện trong đâu, trong chương trình. Thì đó là cái trong việc là chương trình nó thường là có mảng dữ liệu, có cái mảng dữ liệu, không ạ? Có cái mảng dữ liệu. Chị dùng mảng dữ liệu. Đấy. Thì chương trình thường làm việc với cái mảng dữ liệu. Thì nếu mà trong làm việc với mảng thường thường là ta phải chi xuất cần được các phần tử trong mảng. Như vậy thì cái phần tử đầu tiên được chi xuất. Đấy. Thì nhiều khả năng cái phần tử thứ hai, phần tử thứ ba, phần tử thứ tư trong mảng sẽ được chi xuất trong tương lai gần. Trong tương lai gần. Đấy. Đúng không ạ? À, thì cái trong chương trình nó thể hiện là ví dụ đơn giản là trong cái chương trình nó thường dễ có sử dụng cái mảng dữ liệu. Có sử dụng mảng dữ liệu. Đấy. Đó, cái mảng dữ liệu. Và tại vì một cái điểm thể hiện cái tính cục bộ không gian đó là cái lệnh này được thi thì lệnh ngay phía sau nó, mặc định thì lệnh ngay phía sau nó sẽ được thi, đúng không ạ? Thì đó là thể hiện là cái lệnh này được thi thì cái lệnh ngay phía sau nó thì mặc định sẽ là được thực thi tiếp theo trong tương lai gần. Thì đó là cái thể hiện cái tính cục bộ trong quá trình thực thi chương trình, cục bộ không gian trong cái quá trình thực thi chương trình, đúng không ạ? Thì đây là cái hai cái nguyên lý quan trọng á để cách tổ chức cái bộ nhớ này. Đấy, cục bộ không gian và cục bộ về thời gian. À, chị dùng hai cái hiểu theo lý nguyên tắc này ha, hai cái nguyên lý này. Hôm nay chúng ta sẽ trở lại sao ha, để cái nguyên lý tính cục bộ như vậy. Rồi. Trong cái nhớ máy tính thì nó có không chỉ có một cái loại bộ nhớ duy nhất mà nó có nhiều cái loại bộ nhớ. À, nhiều cái công nghệ bộ nhớ khác nhau. Đấy. Thì ta liệt kê cái này cho biết một cái vài công nghệ bộ nhớ được sử dụng trong máy tính. À. Thì chúng ta có cái SRAM, cái RAM. Đấy. Thì cái này liệt kê cái hai cái thành phần chính, hai cái thuộc tính chính của các loại công nghệ bộ nhớ đó là cái thời gian chi xuất và cái giá thành. À, giá thành. À. Thì đầu tiên là cái gọi là cái SRAM, static RAM. Thì cái này công nghệ này thường dùng cho cái bộ nhớ cát, gọi cát. Một cát. Chúng ta có L1, L2, L3 rồi đó. Đấy. Thì cái này nó thường cái thời gian chi xuất là ngắn. 0.5 cho 0.5 nano giây đến 2.5 nano giây, tức là thời gian chi xuất ngắn tức là nhanh đó, nhanh đó. Tuy nhiên giá thành nó đắt đỏ, đắt đỏ. Đấy. Giá thành nó cao. Cao. Đấy. Rồi tiếp theo chúng ta có DRAM. DRAM. DRAM này dùng cho cái bộ nhớ chính. Memory. Chính thường dùng cho bộ chính thì tốc độ nó chậm hơn, là tưởng 550 nano giây đến 70 nano giây, nó chậm hơn.
À, tuy nhiên giá thành nó bắt đầu nó rẻ hơn nhiều, thành rẻ hơn nhiều. À, tiếp theo RAM thì chúng ta có thể là liệt kê SSD, hiện giờ thì liệt kê SSD, nhưng mà trong hợp này ta giả sử là cái đĩa đĩa từ, cái đĩa HDD bình thường á. Đây. Thì đối với đĩa HDD á thì ta cái tốc độ chi xuất nó bắt đầu nó giảm thiểu rất là rõ rệt, đúng không ạ? Từ đơn vị là nano giây chuyển sang là mili giây. Đấy. Mili giây nó chậm hơn rất nhiều ha. Đấy, cái đồ đo anh chị để ý đồ đo nano giây mà anh chị đến micro thì cái đĩa từ này rất là chậm hơn so với cái bộ nhớ RAM. Đấy, RAM. Tuy nhiên đó nếu mà tính theo dung lượng thì rất là rẻ, giá thành nó rất là rẻ, rất là rẻ. Rẻ. Thì anh chị thấy nhau càng đi đi xuống này á thì nó là cái tốc độ nó càng chậm, càng chậm nhưng mà giá thành nó càng rẻ, giá thành nó càng rẻ. Đấy, chi phí nó càng nhỏ. Đấy. Thì ta mong muốn cái bộ nhớ của máy tính ta như nào? À, ta mong muốn cái thời gian chi xuất là thời gian chi xuất của cái SRAM. Wow. Đấy. Cái bộ nhớ lý tưởng á, cái bộ nhớ lý tưởng á, là ta muốn muốn là cái bộ nhớ lý tưởng là cái có thời gian chi xuất của cái SRAM này rất nhanh. Wow. À, và ta muốn là cái dung lượng và cái giá thành á của cái đĩa từ. Đấy. À, nếu mà ta có cái bộ nhớ lý tưởng như vậy thì tốt, đúng không ạ? Cái thầy, Sao? cái ta tiếp ra anh này nói giống như lục con IC gì đó hả thầy? IC hả? IC là cái mạch tích hợp thôi, cái nó công nghệ thì nó dùng cái công nghệ, có thể là cái IC là cái tên chung á, IC là cái mạch tích hợp á, nó có thể là cái đương nhiên cái SRAM này cũng dạng có thể xem là mạch tích hợp. Trong đây thì em chỉ biết có cái thằng đĩa từ HDD với cái thằng SSD rồi, còn cái hàng kia lạ quá. SSD thì đây công nghệ đĩa này chúng ta ít ít dùng, tại vì ta ít thấy ít nói đến, tại vì nó nằm vào bộ nhớ cát á, trong bộ nhớ cát thì cái này bộ nhớ cát thì các anh chị hay là ít quan tâm này. Tại vì nó sâu hơn chút, nó dùng cho cái thiết bị trên cái máy tính gì. Có anh cái này, cái bộ nhớ cát thì máy tính nào cũng có ha. Anh để ý, máy tính nào cũng có bộ nhớ cát, bộ cát L1, L2, L3 đó. Anh chị máy nào cũng có thôi ha. Máy nào cũng có cho anh để chị đấy, có thể là có máy có L1, L2 thôi, nhưng mà có thể có máy L1, L2, L3. Cát L1, cát L2, cái L3 anh chị cái thông số cái này nó nằm trong cái CPU á. Nằm trong số anh chị mua cái CPU thì thường anh chị liệt kê thông số nó sẽ có là cát L1, L2, L3 là bao nhiêu. Anh chị coi kỹ rồi ha, cái máy anh chị là máy nào cũng có cho nha. Máy nào có. Đó thì anh chị không quan tâm nhưng mà nó có ha. Đấy, có. Thì công nghệ chung là công nghệ static RAM đó. Đấy. Anh chị mua CPU thì anh chị mua để ý nè, cái tốc độ cái này nó cũng ảnh hưởng đến cái Tốc độ máy chạy. không ảnh hưởng ha. Tuy nhiên là nói này nói ngoài thì thực tế thì cái tốc độ cái mà trong cái loại bộ nhớ cái ảnh hưởng nhiều nhất á là thường cái SSD á, anh chị thay cái SSD thay 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 cái HDD bằng cái SSD thì cái tốc độ nó càng nhanh nữa, nó sẽ tắt cái tốc độ nó cải thiện rất là tốt á, càng nhanh nữa. Đấy, rất là khác biệt rất là rõ rệt á. Thường thì tại vì cái này chúng ta không có lựa chọn, cái dù cái bộ nhớ cát này thường nó đi cùng với CPU, anh chị mua CPU nào thì anh chị phải chịu cái loại bộ nhớ cát như vậy, anh chị không có lựa chọn, anh chị chỉ thể thay đổi được là thay đổi được cái CPU nào thôi, đúng không ạ? Tức là anh chị chọn cái model nào thôi, model CPU này nào thôi, đúng không ạ? Thì anh chị không có, nó không có tách rời được. Cho em hỏi thầy, Sao? cái bộ nhớ tĩnh với bộ nhớ động nó khác nhau chỗ nào thầy? Thì nói là công nghệ thôi, bên trong ha, có công nghệ bên trong ha, này công nghệ mạch tử, cái điện tử bên trong thôi. Đấy. Thì này nói sâu qua trong điện tử thì tôi không có trình bày đây ha. Đấy. Thì chúng ta chỉ biết là công nghệ nó gì thôi, nó khác biệt cái tĩnh cái động thì này nói nó cần cần phải phân tích cái bên trong cái mạch điện tử đó. Đấy, thì cái này cho cứ nằm ngoài cái chương trình đó, này không nói đến. Đấy, thì chúng ta chỉ biết là cái công nghệ này do trong cái tốc độ nó chi xuất nhanh như vậy. Đấy. Dành cho bộ nhớ cát này nọ. Đấy. Đúng không? Dạ, cảm ơn thầy. Rồi này nó ngoài thì cái thật ra trong cái hệ thống bộ nhớ này có đủ như này. Tuy nhiên cái muốn ảnh hưởng cao nhất á, là cái anh chị thay cái HDD bằng cái SSD á. Cái máy nào mà chậm anh chị thấy chậm rất là chạy chậm gì, anh chị thay cái HDD bằng cái SSD thì nó sẽ tốc độ nó chạy dù dù luôn ha.
Đấy. Thì Ở đối với đây cái không có chuẩn nữa thầy. sao Ở đây chuẩn UEFI nó chạy gần cái thằng mà ví dụ như nó là gạch sư rồi nó chạy ở đây thấy nó cũng đâu có. Nó cải thiện 80 rồi thầy ơi. mười thì chắc có thể là cái SD của anh nó, thứ nhất là cái tốc độ cái tốc nó không có đúng cái không gắn đúng cái làn tốc độ cao à, có thể là tại cái mạch cái bản mạch của anh cái bo mạch của nó mạch cũ rồi à, mạch cũ rồi, có thể là không phải gắn đúng cái làn không gắn trực tiếp vào cái BCR test, tức là cái boost gắn trực tiếp với CPU á à, thì nếu mà anh chị cái bo mới thì có thể là cái SD của anh chị sẽ gắn trực tiếp vào cái trực tiếp với CPU tốc độ nó sẽ cao hơn à, nhưng mà chậm thì có nghĩa là anh chị gắn thường thường sẽ gắn với cái kết nối với cái bus, không phải là trực tiếp với CPU mà cái bus ở phía phía nam cái mấy cái cầu nam thì cái tốc độ nó sẽ chậm hơn, thì thường thường đó cái mạch mạch cũ cái bo cũ thì nó sẽ phải phải chịu như vậy. Em gặp cái trường hợp này là thầy, cái bộ cái man của em, ví dụ như cái man của em đang xài đi, nó có khe 12, em xài khe 12 À. và em không xài nhưng mà em gắn SSD thì nó có hỗ trợ UEFI, nhưng mà UEFI thì chạy mạnh hơn rồi, nhưng mà em lấy cái ổ cứng đó đó em chạy qua thằng H61 cũng có UEFI á thì nó vẫn chạy chậm, cũng chậm, có khi quát không được, nó báo nó chìm em phải mở nó chìm em mới quát ra được. Cái thầy là nó ảnh hưởng, có ảnh hưởng gì nếu mà khách hàng lại thay SSD mà trên main nó không hỗ trợ UEFI, mình không chạy cái file TB được, mình chạy cái file WAT thôi, mình mở nó chìm thì nó chậm, nó có ảnh hưởng gì tới cái bo mạch cái main không thầy? Theo tôi được biết thì không anh không, thì nó cho gắn thì nó chạy ok chứ không có gì hết, thì tốc độ khác biệt thì chứ đơn giản tôi hiểu á, thì nó chỉ là cái sự khác biệt của cái gắn cái vô cái bus nào thôi à, cái SSD cho dụ bạn anh có cái SSD mà anh gắn vô cái bus không phải là cái bus chính của không có cái bus tốc độ cao của CPU thì nó cũng chậm thôi à, nó chậm thôi đấy. À, nếu mà gắn được thì cứ là cứ gắn bình thường, tôi nghĩ không có vấn đề gì đâu, nếu mà hỗ trợ thì gắn thôi chứ đâu Em có làm vấn được, đề. nó vẫn chạy nhưng mà thấy nó chậm, với thứ hai nữa là nó hay lỗi tào lao lắm. À, thì cho gắn thì không đâu sao, nếu mà cái mạch nó cho gắn vô thì à, không gì đấy. Đó, thường người trên laptop mình sẽ thiếu cái wifi, trên với con mềm không hỗ trợ. Thì có thể là cái bo nó cũ nó không nó có nhưng mà nó không hỗ trợ tốt lắm ha. Rồi thì nói chung nữa công nghệ bộ nhớ nó có sẵn trong cái phần cứng của ta ha. Rồi. Thì thực tế là vậy, nhưng mà trong cái lý thuyết thì ta mong muốn là có bộ nhớ lý tưởng. À, tại nó nhắc lại thì có bộ nhớ lý tưởng, lý nhớ lý tưởng là có thời gian tốc độ nhớ trí sức cao như là cái anh SRAM này mà SRAM này, và cái thời dung lượng nó giá thành thì đó như cái đĩa cứng à, tuy nhiên thì cái này nó có nhiều nguyên nhân, người ta không thể chế tạo được này ha. À, bộ nhớ lý tưởng không được à, thường là thì nó nhanh thì nó sẽ đắt à, nhanh đắt à, nhanh thì dung lượng nó nhỏ à, nhỏ thì mới nhanh được à, thì dùng á nhỏ thì ta nhìn ta trí sức bộ nhớ mà cái diện tích ta nhỏ thì lúc đó thì nó chi sức nó sẽ nhanh không ạ à, nếu mà chị muốn nhanh muốn nhỏ mà muốn ghẻ nó thì rất là khó không ạ à? Chúng ta muốn to mà nhanh thì cũng khó, tại vì chúng ta cho dù cái mạch cái tín hiệu điện nó cũng nhanh nó chạy rất là nhanh, tuy nhiên nó đang to quá cái diện tích to quá thì cái tín hiệu điện nó có sẽ có độ trễ nhất định không ạ à? Do thì có nhiều lý do mà chúng ta không thể chế có được cái bộ nhớ lý tưởng như này à? Thì nó nhỏ thì cái khoảng diện tích chi sức cái tốc độ điện cái tín hiệu cái điện này nọ thì nó chạy nhanh à, cái nó bao phủ nhanh đấy. Đấy, cái trình chung như vậy thì mặt vật lý này nọ thì nó sẽ có những ngăn cản vật lý cho không cho phép ta chế tạo được cái bộ nhớ lý tưởng như này à, lý tưởng này đó thì thông thường là vậy, thì ta coi bộ nhớ nó tốc độ nhanh thì ta chấp nhận là cái dung lượng rất là nhỏ à, dung lượng nó nhỏ à, và giá thành nó sẽ cao, thường thường sẽ đắt à, đắt đấy. À, ngược lại thì cái bộ đĩa cứng này nó thì cái giá thành nó rất là rẻ, tính rất là rẻ à, nhưng tốc độ nó sẽ chậm thôi chậm đấy. Thì cái bộ nhớ lý tưởng như vậy thì không 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 có à, tuy nhiên ta hãy giả lập à, ta hãy giả lập à, giả lập à, ta hãy giả lập cái bộ nhớ lý tưởng này đấy. Thì giả lập
Và cái nguyên lý cho phép ta giả lập nó cái việc giả lập này có hiệu quả là nhờ cái nguyên lý tính cục bộ. Đây, đây. Thì chúng ta sẽ tổ chức bộ nhớ thay vì không phải một loại bộ nhớ mà nhiều loại bộ nhớ, hay là gọi là cái cây bộ nhớ trong máy tính. Cây bộ nhớ trong máy tính. Cây bộ nhớ trong máy tính. Chúng ta không có dùng một loại bộ nhớ duy nhất trong máy tính mà ta dùng nhiều loại bộ nhớ và tổ chức theo dạng cây. Cây bộ nhớ. Thì đầu tiên là tất cả cái dữ liệu này nọ, dữ liệu file này nọ ta lưu trên đĩa, chương trình này nó lưu trên đĩa, đĩa hoặc là SSD. Đĩa đây là đĩa đây hay là HDD hoặc là SSD ha. HDD hoặc là SSD. Đây, hoặc SSD. Đấy, thì tất cả dữ liệu ta lưu trên đây, không ạ? Đây. Đây. Và do khi cái chương trình ta chạy á, chương trình ta chạy á, chương trình ta chạy hoặc dữ liệu ta cần, chương trình nó cần á, thì nó sẽ được đưa lên RAM. Đấy, những chương trình nào chạy á, sẽ được đưa lên RAM. Và trong quá trình chương trình nó chạy á, những dữ liệu nào được sử dụng thường xuyên, thì ta sẽ đưa lên cái bộ nhớ cấp trên đó, tức là cái bộ nhớ SRAM. SRAM tức là bộ nhớ cát á. Cát. Thì như vậy thì ta sẽ có cái cây cái băng cấp bộ nhớ dạng này. Đây. Thì gần cái ta có bộ xử lý không ạ? Gần nó nhất là các cái thanh ghi. Gần nó nhất là thanh ghi, nếu xét lên bộ nhớ thì nó gần nhất là thanh ghi. Đây. Tiếp theo là chúng ta sẽ có cái bộ nhớ dưới đó là cái bộ nhớ cát. Cát là có thể là có nhiều lớp nữa, là 1, là 2, là 3. Nhớ cát. Cát. Và tiếp theo dưới nó sẽ là cái bộ nhớ RAM. Bộ nhớ chính. Và cuối nữa thì tiếp theo nữa thì chúng sẽ có cái HDD hoặc là SSD. Thì anh chị thấy cách tổ chức này thì càng đi xuống á thì tốc độ nó càng chậm, dung lượng nó càng càng to, tốc độ càng chậm, dung lượng càng to, giá thành nó càng rẻ. Giá thành càng rẻ. Cái việc tổ chức này có hiệu quả là tại sao? Tại vì cái chương trình nó thường nó hoạt động á, chương trình thì trong quá trình nó hoạt động thì nó chỉ sử dụng một cái tại một điểm thì nó chỉ dùng một lượng nhỏ dữ liệu thôi, dùng nhỏ dữ liệu thôi. Do đó thì nếu mà cái dữ liệu ta thường xuyên sử dụng á, ta đưa lên bộ nhớ cát này, bộ phía trên này, thì như vậy thì trong quá trình nó thực thi á, thì nó sẽ luôn luôn là truy xuất dữ liệu thông qua cái bộ nhớ nhanh nhất này. Đấy. Khi nào nó không có dữ liệu này không có thì nó mới đi xuống cái lớp tiếp theo. Và cái việc là tổ chức dạng này nó hiệu quả tại vì cái nguyên tắc tính cục bộ của chương trình nó xảy ra, chương trình nó xảy ra. Nên là trong cái thời điểm nào đó thì chương trình nó chỉ dùng một cái lượng nhỏ dữ liệu thôi. Do đó thì ta chỉ cần là đặt cái lượng nhỏ dữ liệu đó, lượng sử dụng thường xuyên đó lên vào nhớ gần nhất với CPU. Thì lúc này thì CPU nó sẽ là truy xuất dữ liệu rất là nhanh. Rồi, chúng ta đó cái ý tưởng như vậy, ý tưởng chính như vậy. Rồi, thì nguyên lý chung thì tìm cái chúng ta có khái niệm lốc, khối hoặc cái dòng. Dòng. Thì chất dữ liệu sẽ được trao đổi giữa cái lớp bộ nhớ phía trên với lớp bộ nhớ phía dưới dưới nó. Thì cái đơn vị trao đổi dữ liệu gọi là cái lốc hoặc cái dòng. Lóc cái dòng, dùng cái ô này là cái lóc dữ liệu sẽ được trao đổi dữ liệu giữa copy dữ liệu qua lại giữa cái hai cái lớp bộ nhớ, không phải là bộ nhớ. Thì một lóc như vậy có thể có nhiều byte, nhiều byte, chứ không phải là một lóc một byte, nó nhiều byte. Nó copy một lần thì nó copy một cái lóc từ bộ nhớ dưới lên bộ nhớ phía trên. Nếu mà CPU cần truy xuất một cái dữ liệu nào đó mà dữ liệu đó tìm thấy trong cái bộ nhớ trên này thì lúc này gọi là cái hit, một cái hit đó là trúng.
CPU cần chi xuất một dữ liệu. Đây ta tìm hiểu thuật ngữ đó, thuật ngữ trong một cái cách. Thì mấy CPU cần chi xuất một dữ liệu, và dữ liệu đó tìm thấy trong cái bộ nhớ cache, trong bộ nhớ cái phía trên này, thì gọi là cái một cái heap, nếu mà nó cần chi xuất một dữ liệu mà dữ liệu nó không tìm thấy trong cái bộ nhớ phía trên, thì nó gọi là một miss, miss. Khi nó mới miss đó, khi có miss xảy ra thì nó sẽ đi xuống cái dữ liệu ở lớp phía dưới, nó sẽ copy dữ liệu chứa, copy cái lock chứa cái mẫu dữ liệu cần chi xuất, nó copy lên cái phía trên, đặt vào vị trí nào đó ở phía trên, trên đây, đó thì nó sẽ chi xuất trở lại, nó phát lệnh chi xuất trở lại, thì lúc này dữ liệu cần chi xuất sẽ có, sẽ hiện diện, thì cách làm việc như vậy ha, thì nó là nếu mà chi xuất dữ liệu CPU nó sẽ là chi xuất dữ liệu, nếu mà dữ liệu nó có trên đây á, thì mọi nhớ gần với nó nhất á, thì gọi là hit, và nó sẽ đọc dữ liệu lên, nó sẽ tính toán gì đó, không gì nói. Đấy. Tự nhiên có thấy có trường hợp là CPU nó cần chi xuất dữ liệu và dữ liệu đó không có trong một cái cache. Tại chúng ta nhớ là bộ nhớ cache này, bộ nhớ điểm thôi, nó chỉ chứa một cái những cái mục dữ liệu nào đó nó thường xuyên được sử dụng nhất thôi, chứ không phải chứa tất cả dữ liệu. Đó thì có những cái hay có những cái lần chi xuất mà nó không tìm thấy dữ liệu trên đây, thì nó phải đi xuống ở dưới này, Đấy. Thì nó đâu, nó cách làm việc là gì? Nó đi xuống, nó tìm cái lock chứa cái dữ liệu cần chi xuất, nó copy dữ liệu lên cái bộ nhớ cache này, và sau đó thì nó sẽ hiện chi xuất trở lại, chi xuất bộ nhớ cache này. Đấy. Thì chúng ta có khái niệm là cái lock dữ liệu là cái khối dữ liệu là chỉ cái khối đơn cái đơn vị trao đổi dữ liệu giữa hai cái lớp bộ nhớ. Đúng không ạ? Ta có khái niệm là hit và miss, miss và hit. Đấy. Nếu mà tìm thấy dữ liệu là hit, không tìm thấy dữ liệu trên cái bộ nhớ là miss rồi. Ngoài ra cũng có tỷ lệ hit và tỷ lệ miss, thì tỷ lệ thôi. Nếu trong 10 lần chi xuất, 10 lần chi xuất mà chúng ta có 2 lần miss thì cái tỷ lệ miss là 2/10 là 20%, đúng không ạ? Đấy. Nếu mà miss 20% tức là hit là 80%, đúng không ạ? 100 - 20 là 80%. Đấy. Thì hai cái này cộng nhau là 100%, đúng không ạ? Đấy, hai cộng nhau 100. Thì ta hiểu cái khái niệm như vậy thôi. Tỷ lệ thôi, tính tỷ lệ vậy thôi. Thì cái cách sử dụng bộ cache thì có nhiều cách để chúng ta thực hiện cái việc tổ chức cái bộ nhớ cache như này ha. Bộ cache này thì ta sẽ tìm hiểu cái cách đơn giản nhất. Thì cách đơn giản nhất là cái cách ánh sáng trực tiếp, thì cái này là làm thế nào để anh chị là cái tổ chức là cái bộ nhớ phía trên này, nó có dung lượng rất nhỏ, làm thế nào nó hay cắt được cái tổ chức cắt như nào cho với cái mục dữ liệu phía dưới này, trong một nhớ cắt này. Thì cái câu hỏi là làm thế nào để biết là cái khối dữ liệu trong bộ nhớ phía dưới, khối dữ liệu này trong bộ nhớ thì đặt vào cái mục nào trong cái khối dữ liệu phía dưới cái bộ nhớ phía trên. Thì thấy mỗi bộ nhớ thì chia thành cái lock mà lock, thì số lượng lock trong cái bộ nhớ phía trên thì nhỏ hơn số lượng lock trong bộ nhớ phía dưới,
lock cho cái đơn vị trao đổi dữ liệu giữa cái hai lớp đấy. Ở trên thì có, ở dưới thì bộ nhớ dưới thì nó sẽ có nhiều cái lock hơn cái xuồng lock ở có thể chứa trong bộ UCAT. Thì làm thế nào để là biết là một cái lock này nè ở dưới này đặt vào trong cái lock nào trong bộ nhớ phía trên. Đấy, bộ phía trên. Thì cách đơn giản là chúng ta sẽ chia lấy phần dư thôi. Đấy, như thế. Chia đấy phần dư thôi. Thì ta xem là cái lock này lock số mấy. Lock số mấy. Ta sẽ đánh số các cái lock trong cái bộ méo phía dưới này. Ví dụ 0, 1, lock số 1, 2, 3 gì đó. Đấy. Đúng không? Đấy. Trên đây ta cũng đánh số nữa. 1, 2, 3. Đấy. Đánh số. Và để biết cái lock nào được khánh sờ được đặt vào trong cái vị trí nào trong bộ phía trên. Thì chúng ta đơn giản là chúng ta sẽ đếm cái tổng cái số lượng. Tổng số lượng cái số lock phía trên. Giả sử trong hợp này là 8. Đây, 8. 8. Đây. Thì cách đánh xà đơn giản đó là chúng ta sẽ lấy chia phần dư. Chia lấy phần dư. Ta sẽ lấy chỉ số lock của cái bộ nhớ phía dưới này. Ta chia lấy phần dư cho cái tổng số lock trên bộ nhớ phía trên. Giả sử trong hợp là 8. Chia lấy phần dư 8. Đây. Thì cái con số nào đó chia ra giữa 8 thì ra kết quả là từ từ 0 đến 7 đúng không ạ? 7. Đấy. 0 đến 7. Đấy. Thì từ 0 đến 7 thì chính là cái vị trí chính là các chỉ số có thể có trong cái bộ nhớ phía trên đây. Trong hợp này là 8 á, có thể là có 16, có thể có con số nào đó không định ha. Đấy. Đấy. Thì chúng ta cái ý tưởng trình gì không ạ? Cái ý tưởng chính là vậy. Đấy. Cách đơn giản nhất là vậy. Chúng ta đánh số các lock trong bộ nhớ phía sau này, phía dưới này. Và biết là cái lock này được đánh xà một cái chỗ nào trong bộ nhớ cát phía trên. Thì chúng ta sẽ đơn giản là ta chia lấy phần dư cho tổng số cái lock có thể chứa trong bộ nhớ cát. Ví dụ trong trường hợp này là 8. Thì như vậy thì mỗi cái vị trí, mỗi cái lock này để biết là nó đặt trong cái lock nào, ta là chia lấy phần dư cho 8. Chia lấy phần dư 8. Đấy, lấy phần 8. Ví dụ như lock 0 thì đặt vào cái lock 0 trên đây, lock 1 đặt vào cái đúng tương ứng lock 1, 2 đặt vào 2, 3 là 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8 thì đặt vào 0 ngược trở lại, 8 đặt 0, tại vì 8 phần trăm 8 sẽ dư 0, như vậy thì 8 sẽ là đặt vào cái lock số 0, đấy, và tiếp tục như vậy, đấy, thì cái ý tưởng là vậy, đấy, cách đơn giản nhất là vậy, chị anh Dung ạ. Thì các tổ chức này gọi là cánh xạ trực tiếp á, trực tiếp. Thì như vậy thì sẽ có trường hợp là sẽ có nhiều lock nó cùng ánh xạ vào một vị trí. Thì cái này phải chấp nhận thôi, là chấp nhận thôi mà. Phải chấp nhận thôi. Tại vì phía trên nó thiếu, nó số lượng nó nhỏ hơn phía dưới thì nó phải chấp nhận là có nhiều lock phía dưới nó sẽ cùng ánh xạ và cùng một vị trí lock phía trên, đúng không ạ? Trên này. Như vậy thì cái đó thì ta phải chấp nhận thôi. Tại vì dung lượng trên nó nhỏ hơn mà. Đó thì cái ý tưởng cái anh chị hình dung á, cái cách làm việc như vậy. Rồi cái này cách tổ chức chi tiết thì chúng ta sẽ chắc là chúng ta không xét đâu ha. Cách tìm hiểu chi tiết thì chúng ta sẽ không có tìm hiểu thôi. Chị có hay cần chị đọc thêm. Thì cái này nó chi tiết là cái cách ánh xạ như nào, nhưng mà cái ý tưởng tôi đã nói rồi đó, trình bày đó. Đấy. Nó chia lấy phần dư gì đó, đánh số các lock trong bộ nhớ. Đấy. Và đánh số các lock trong cái bộ nhớ cát. Đấy. Và ta chia lấy phần dư. Đấy. Để chi tiết hơn thì anh chị có thể xem cái bảng này, các ví dụ như đây, chỉ cần thì anh chị xem. Ngoài ra có nhiều cách cái cách tổ chức khác nữa, như ánh xạ kết hợp liên kết tập hợp hoàn toàn, là liên kết tập hợp n lan n lan đó. Đấy. Cách ánh xạ ta đơn giản nhất là ánh xạ trực tiếp đây. Đấy. Cách tổ chức như vậy. Rồi. Một cái vấn đề nữa là như vậy thì sẽ có nhiều cái
nhiều cái lốc nó cùng ánh xạ vào một cái dòng dữ liệu đây đúng không ạ, một cái dòng trong cái bộ nhớ cát đấy. Thì cái sao nếu mà mỗi lần nó ánh xạ thì nó sẽ thay thế nội dung của cái lốc cũng như cái bộ cát thôi. Giả sử là lốc hiện giờ cái lốc số 1 đang chứa cái dữ liệu của lốc số 1 trong bộ nhớ chính. Và không may chúng ta cần phải load cái bộ nhớ cái lốc số số 9. Chính đây, lốc số 9. Đấy. Thì lốc số 9 đây thì nó cũng ánh xạ vào cái lốc số 1 trong bộ nhớ cát. Thì này bắt buộc chúng ta phải thay thế. Sau khi ta cần dữ liệu của lốc số 9 thì ta phải thay thế nội dung của lốc số 1 đây bằng cái nội dung của lốc số 9. Thì lúc này chúng ta phải bắt buộc ta thay thế. Nó hai cái lốc nó đụng độ với nhau thì chúng ta phải thay thế. Đấy. Không thể chứa một thời điểm nó không chứa nhiều lốc được. Đấy. Ta thay thế nội dung. Đấy. Nếu ta cần phải thay thế nội dung. Rồi. Rồi, như vậy thì ta thấy là cái hiệu năng của bộ nhớ cát nó bị tác động bởi cái mid á, mid. Tại vì mỗi lần ta cái mid, nhắc lại mid là gì? Mid là khi CPU nó cần đọc dữ liệu xuống bộ nhớ. Đọc nhiệm xuống nhớ. CPU nè. Đọc dữ liệu thì nó đầu tiên nó phải xem cái bộ nhớ cát trước, nó truy xuất nó xem cái trong cái dữ liệu đó. Có bộ nhớ trong bộ nhớ không, bộ nhớ cát không, rồi sau đó thì nếu mà không có là MIP á thì lúc đó thì nó mới đi xuống bộ nhớ chính, cái RAM ta để truy xuất. Thì như vậy thì nếu càng MIP càng nhiều á, MIP càng nhiều thì cái hiệu năng của bộ nhớ cát nó càng giảm đúng không ạ, hiệu năng bộ nhớ cát càng giảm. MIP càng nhiều thì nó phải đi xuống bộ nhớ chậm hơn, nó truy xuất, như vậy thì cái tốc độ nó càng chậm đúng không ạ. Thì nói chung là cái MIP thì nó ảnh hưởng nhiều đến cái hiệu năng. Tuy nhiên nhắc lại thì cái MIP này, cái MIP là nó cái cách tổ chức cache này nó hiệu quả, tại vì cái MIP này nó không đáng kể, không đáng kể tại vì cái chương trình nó có tính cục bộ như ta nói đó. Đấy, cục bộ nó. Đấy. Nếu mà dữ liệu ta cần chỉ được sử dụng thường xuyên nhất thì đặt lên bộ cache thì MIP sẽ bị hạn chế rất nhiều, Tuy nhiên MIP là bắt buộc phải có, MIP là phải có. Tức là tại vì cái dữ liệu lưu trên đây nó nhỏ rồi đó thì đôi khi nó cũng phải đi xuống bộ nhớ chính này nó lấy dữ liệu. Thì ta nghiên cứu các cái loại MIP, MIP thì có ta chia làm cái nhiều cái loại MIP. Cái loại nhất là loại bắt buộc phải có, loại MIP bắt buộc. Tức gì? Mới đầu thì lần đầu tiên truy xuất dữ liệu thì nó bắt buộc phải MIP. Cái này cũng dễ hiểu mà. Lần đầu tiên anh truy xuất dữ liệu thì dữ liệu nó đâu có trong bộ nhớ cát. Thì gọi là cái call start MIP ha. Thì cái dữ liệu lần đầu tiên truy xuất là phải bắt buộc phải MIP. Sau đó thì chúng ta sẽ có các MIP về cái việc là do kích thước cache nó bị giới hạn, không thể chứa nhiều dữ liệu. Do đó thì trong quá trình làm việc thì nếu mà tập cái khối lượng, cái dung lượng bộ nhớ chương trình làm việc á nó lớn hơn cái kích thước của bộ nhớ cache thì cái MIP nó rất là nhiều á, nó sẽ tăng lên. Cái này liên quan đến cái việc là cái khả năng MIP do cái dung lượng của nhớ cache nó bị hạn chế. MIP xảy ra. Một cái MIP nữa là MIP do đụng độ. Tức là ta nói nhiều cái lốc trong bộ nhớ chính sẽ được ánh xạ vào cái trong cái dòng nào đó, trong cái lốc nào đó trong bộ nhớ cache. Nhiều cái lốc nó cùng ánh xạ vào một chỗ. Nếu chương trình được tổ chức truy xuất dữ liệu sao mà theo cái kiểu mà sao nó xui sao đấy, theo kiểu nào đó mà nó cái dữ liệu, cái dung lượng cát vẫn còn, tuy nhiên nó cái kiểu truy xuất dữ liệu trong trình đó nó nhảy từ đây nè, nhảy xuống đây vậy, nó nhảy như vậy thì mỗi lần nhảy như vậy thì nó phải là nó cần dữ liệu, nó cần dữ liệu thì tại vì bất cả các cái bộ điều này nó cùng ánh xạ vào trong một vị trí một cái cát đó, thì khi truy xuất dữ liệu này á thì nó sẽ copy dữ liệu vào cát.
ở xó thì nó cần chỉ số dữ liệu này, thì nó không có thì nó cũng copy dữ liệu đây, nó chỉ ghi đè lên, ghi đè lên. Đấy. Ở đây thì nó cũng tới tiếp theo thì dữ liệu cần chỉ số tiếp theo tại chỗ này, thì nó không có trong cap thì nó ghi đè lên đây, đến đây. Đấy. Và lúc này nó quay ngược lại chỉ số đây thì nó không có, nó bị ghi đè lên rồi. Cần chỉ số dữ liệu đây thì nó không có trong đây. Đấy. Tại vì tất cả các dữ liệu cần chỉ số là cùng tính sao của chỗ, mỗi lần chỉ số đây thì nó sẽ bị ghi đè lên. Đấy, ghi đè lên. Đấy, cái dung lượng vẫn còn, cái lượng cát vẫn còn. Tuy nhiên cái kiểu chi xuất của chương trình nó hay bị xui, sao cái cách tổ chức nó không có cách anh chị lập trình nó không tốt, sao đấy thì nó việc chi xuất liệu nó bị xung đột như này, xung đột này. Đấy. Nó cùng nhiều cái chỗ anh chị chi xuất nó cùng tranh giành nhau một cái vị trí trong bộ cát, vị trí trong bộ cát. Thì cái này gọi cái mít conflict, cái mít do đụng độ. Đấy. Nói chung có ba cái loại mít như vậy. Khi anh chị vẽ nghiên cứu cái bộ nhớ CAD á, cái cách hoạt động của bộ nhớ thì khi anh chị khi ta hay vẽ sơ đồ như sau. Đây, đây. Thì đây trục y á, là cái lượng mít, cái lượng mít. Đây. Lượng mít và trục tên là trục x là trục thời gian, trục thời gian. Khi chương trình bắt đầu á thì cái lượng mít á rất là cao. Tại vì đây là bắt đầu là cái constant mít, cái bắt buộc phải có mít, tại vì lúc đầu thì chương trình nó cần chỉ số liệu thì nó phải nạp để nhìn lên bộ nhớ CAD. Thì lúc đầu khi chương trình nó bắt đầu thực thi á thì thấy cái mít nó rất là cao. Sau đó thì anh chị, nếu mà anh chị theo dõi quá trình, trong quá trình thực thi dần dần á thì anh chị thấy là nó sẽ giảm từ từ. Tại vì lúc này dữ liệu trong bộ nó sẽ đưa lên bộ nhớ CAD từ từ. Đấy. Và sau đó thì nó sẽ dao động xung quanh một cái dữ liệu có cái giá trị ổn định nào đó. Ổn định đó. Đấy. Đấy. Chỉ cho lúc là khi bắt đầu thực thi á thì cái số mít rất là cao. Cái trục x là trục thời gian ha. Trục y là trục số lượng mít. Đấy. Nếu chị đo được cái số lượng mít thì nó sẽ ra biểu đồ tương tự như này. Đấy. Tương tự như này. Mới đầu thì này chụp không á, chụp thời gian là tham, chụp thời gian. Mới đầu khi chúng đầu chưa thời điểm chương trình nó chạy á thì cái mít sẽ cao, tuy nhiên nó sẽ giảm từ từ xuống, tại vì nó sẽ copy dữ liệu vào bộ CAD. Lúc này thì nó sẽ cái dữ liệu đó chi xuất sẽ dần nó sẽ được đưa vào nhớ CAD và số mít nó sẽ giảm dần đến đó nó sẽ bình ổn. Đây là cái hành xử của một chương trình bình thường. Đấy, lập trình tốt thì như vậy thì nó chỉ sức một cái vùng nhớ dữ liệu nào đó thôi, trong mỗi cát thôi, tập dữ liệu nhỏ một cát thôi. Tuy nhiên có những chương trình mới lập trình không tốt quá thì ta thấy là cái số lượng bit nó không có giảm. Đấy, nó tăng như hoài. Đấy, nó không có giảm xuống thì cái này thường thường là đối với chương trình ta lập trình không tốt á, lập trình thường thường ta không chú ý đến bộ nhớ CAD. Đấy, không chú ý cả. Thì chúng ta làm việc trong cái mảng dữ liệu lớn nọ, cách ta chi xuất dữ liệu nó kiểu là ta nhảy cốc. Đấy. Ví dụ ta có mảng dữ liệu lớn như này. Đấy. Ta xuất phần tử đầu tiên, sau đó ta nhảy đến phần tử 100, sau đó ta nhảy phần tử 200 nọ. Thì như vậy thì nó nhảy cốc kiểu như vậy thì cái dữ liệu đó không được đưa trong bộ nhớ CAD. Đấy. Mỗi lần chi xuất như vậy thì nó sẽ tạo ra mít. Đấy. Thì cái này nó thường đây, cái này chúng ta lập trình thông thường thì chúng không có cần quan tâm lắm, nhưng mà nếu mà anh chị quan tâm tới hiệu năng này nọ thì chúng ta cần chú ý cái này bộ nhớ CAD á, cái việc cái cách cái ta làm việc trong cái khai báo mảng này nọ chúng ta cần chú ý. Đấy. Thì do cái tính hiệu quả của bộ nhớ CAD thì không chỉ là trong máy tính hiện nay á, không chỉ là một lớp bộ nhớ CAD mà thông thường á nó có nhiều lớp bộ nhớ CAD á, thì cái CPU chúng ta thì trong CPU là cái bộ nhớ gần nhất là cái thanh ghi không ạ, tiếp đó thì chúng ta sẽ có nhớ L1, sau đó thì có L2
sau đó tới L3, có nhiều máy hiện nay rất nhiều L3 nữa. Đấy, L3. Cái lớp cát thứ ba, lớp cát thứ ba. Đấy. Thứ ba. Và cuối cùng tới cái bộ nhớ chúng ta, RAM. Và cuối cùng và tên tiếp theo đó là cái SSD hoặc HD đó. SSD. Hoặc là HDD, HD. HDD. À, thì trong bộ nhớ nó có nhiều cái lớp bộ nhớ như vậy. L1, L2, L3. À. Đấy. Thì fast memory amount, tức là máy tính cái bộ nhớ nhanh đó thì phải nhỏ, thường sẽ nhỏ và đắt tiền, đắt tiền. Đấy. Máy tính cái bộ nhớ lớn thì thường nó sẽ chậm. Bộ nhớ lớn nó chậm. Đấy. Do bộ nhớ lớn nó chậm và nó sẽ rẻ tiền. Thì chúng ta mong muốn là bộ nhớ nó nhanh và nó to, to, cho to. Tuy nhiên cái này thì nó không thể xảy ra, không thể. Bộ nhớ lý tưởng là không có tồn tại ha. Tuy nhiên với cách tổ chức theo dạng phân cấp như này, nó cho cái ảo ảnh là cái bộ nhớ lý tưởng. Thì chị hình dung là nếu mà với cách tổ chức này á, thì CPU á, nó có cảm giác là nó chi sức dữ liệu bằng cái tốc độ của L1. Tuy nhiên cái dữ liệu dung lượng của nó là cái dung lượng dữ liệu cần chi sức nó sẽ là bằng với cái bộ nhớ phía dưới này. Đấy, tại CPU nó tất cả cái này thì nó CPU đứng bên ngoài nó nhìn thấy nhìn vào á, thì mỗi lần nó cần cái CPU nó cần nó là dữ liệu thôi, đọc dữ liệu thôi. Nếu mà dữ liệu nó được đáp ứng bởi L1, đáp ứng L1. Đấy, hầu hết dữ liệu CPU cần được đáp ứng bởi các cái L1 đó, thì CPU nó cảm giác là nó chi sức bộ nhớ lý tưởng, không ạ? À, tức là cái tốc độ chi sức nó bằng với L1 nhưng mà dung lượng của cái chi sức á bằng với cái HDD dưới này. Thì cái cách tổ chức phân cấp này nó tạo cái cảm giác sau CPU là cái bộ nhớ lý tưởng, bộ nhớ lý tưởng. Cái điều kiện là gì? Cái tỷ lệ hit, cái tỷ lệ hit tức là mỗi lần CPU nó cần chi sức dữ liệu á, nó được tìm thấy trên cái bộ nhớ gần nó nhất, gần nhất. Đấy, tức là tỷ lệ hit nó càng cao thì cái nó sẽ tạo cái cảm giác là bộ nhớ lý tưởng, bộ nhớ lý tưởng, tạo cái ảo ảnh cho CPU là do cái đây nó bộ nhớ ta tổ chức bộ nhớ dạng lý tưởng. Đấy, tức là cái tốc độ chi sức bằng với L1 và cái dung lượng chi sức là tương ứng với cái ổ đĩa HDD SSD dưới đây. Đấy, đúng không ạ? Tại vì mỗi lần CPU nó quan tâm chi sức dữ liệu thôi. Mỗi lần nó có dữ liệu, nó cần chi sức dữ liệu mà nó tìm thấy trong L1 thì nó thấy là tốc độ chi sức nó nhanh đây. Đấy. Thì với cái tổ chức cái lớp phân cấp này, nó tạo cái ảo ảnh, tạo cái ảo ảnh illusion đấy, là cái bộ nhớ lý tưởng, tạo cái ảo ảnh bộ nhớ lý tưởng, mà tạo một cái giả lập, cái bộ nhớ giả lập, bộ nhớ lý tưởng giả lập, đúng không ạ? Bộ nhớ lý tưởng giả lập. Đấy. Với điều kiện là cái tỷ lệ hit nó cao, tỷ lệ nó cao. Đấy. Và chúng ta gì tại vì cái nguyên lý tính cục bộ của chương trình á, cục ổn định, cục bộ không gian trong thời gian. Đó thì cái tỷ lệ hit thường sẽ rất cao, thường sẽ cao. Đấy, cao. Đấy, cao. Đó thì cái hiệu quả của cái cách là luôn có hiệu quả cao. Đấy. Đó là cách tại sao hiện nay cái tất cả các máy tính, hầu như tất cả máy tính đều tổ chức cái bộ nhớ, hệ thống bộ nhớ hạng phân cấp như này. Chứ là 1, L2, L3, 3 cấp luôn. Đấy. Đó tới RAM. Đấy. Đó tính cái đĩa HD, HDD, HDD. Đúng không ạ? Đấy, thì đó là cái lý do vì sao trong bộ nhớ máy tính, cái hệ thống bộ nhớ nó tổ chức dạng gì. Dạng gì ha. Thì ba cái bộ nhớ này, nhắc lại ba bộ nhớ là một cách thì nó nằm trong CPU đó. Anh chị mua CPU thì nó sẽ thấy, nó sẽ cho thấy nó thông số này. Cho thấy thông số này. Anh chị không thể thay thế, không thì không thể chọn được, cho anh chị chọn được cái CPU thôi. Đấy, nhiều CPU thì nó có cách dung lượng khác nhau, đường là 1, 2 và 3 khác nhau.
Rồi phần này anh chị có thắc mắc nào? Cái phần nội dung chưa nè? À, chúng ta hiểu cái ý tưởng vậy thôi. Cái này cũng sơ sơ này có, chưa có bản chìa khóa nữa. Cũng không thì nãy giờ tôi diệt khóa anh chị, tôi nói là tôi diệt khóa đó anh chị, thì cái tưởng anh chị hiểu ý tưởng cơ, tại hồ nhớ cá nó tổ chức vậy thôi, tại sao tổ chức vậy thôi. Ý là thầy, thầy nói thì hiểu nhưng mà ý là dành chữ thì không hiểu thôi. Thì nói chung quan trọng là hiểu thôi, chứ hiểu hiểu từ đâu cũng không quan trọng, hiểu từ đọc hay là hiểu từ nghe thì cũng không quan trọng, vì sao ta hiểu ý tưởng thì được hay. Đấy. Đấy. Hiểu bằng cách nào cũng quan trọng, nhưng mà miễn hiểu được rồi. Ý bây giờ thầy nói là nhập một cái chương trình hay dữ liệu, ví dụ như mình vô một cái trang Google đi, là con Cebu nó sẽ nhận được tín hiệu, và tiếp theo đó là L1 L2, và những cái thằng tiếp theo nó tiếp tục nó làm nhiệm vụ, rồi mình mới chi xuất được dữ liệu, trả về dữ liệu để mình coi được cái YouTube hay là gì đó. Thì cái chương trình duyệt là đó, thì cái quá trình hoạt động quá trình duyệt á, thì cái dữ liệu nó sẽ đưa lên bộ nhớ cát ha, bộ nhớ cát đây, và Cebu sẽ chi xuất dữ liệu thì thôi. Trong quá trình thực thi cái chỉ thị chương trình nó cần dữ liệu gì á, thì nó sẽ đầu tiên nó sẽ tìm trong bộ nhớ cát gần nó nhất, bộ nhớ gần nó nhất đấy. Nếu không có thì nó mới là đi xuống cái lớp tiếp theo như vậy đấy, thì cách nó làm việc như thôi. Dạ, vậy là hiểu đó thầy ơi. Vậy thôi. Để. Mình có bộ môn nào dạy vô sửa luôn, mình cứng luôn thầy. Phần cứng thì chắc là không có trong cái chương trình, không có môn nào để học sửa phần cứng nha. Chúng ta không có học sửa phần cứng. Cái môn lập trình căn bản khi nào có bài kiểm tra vậy thầy? Lập trình căn bản hay lập trình căn bản thì anh chị học hỏi thầy cô các cái giảng viên dạy học lập trình căn bản. Ủa thầy dạy mà. Chắc anh lộn rồi đó, tôi có dạy môn này thôi chứ không có dạy. Thầy chỉ dạy cái máy tính à. Thầy nghe mới dạy lập trình căn bản. Thầy em hỏi cái này. Sao? Dạ, nghe đối với phần Teaching Business Illustration đó thầy, đó là nói gì thầy? Vũ đó. Trên thì giống như là chúng ta muốn nhanh thì cái bộ nhớ phải lớn, còn ở dưới thì Teaching Business Illustration đó là nó cái này là chúng ta muốn bộ nhớ nhanh và to, nhanh và to. Cái này là không được, nó mặt miếu là không được, cái này không có, tức là bộ nhớ lý tưởng đó. Ta muốn là nhanh, chi xuất bộ nhớ nhanh và cái bộ nhớ là lớn, cái dung lượng lớn á. Tuy nhiên cái này không được, không có thấy, không tìm thấy được. Không có bộ nhớ nào mà vừa nhanh mà vừa lớn được. Và cái việc tổ chức bộ nhớ phân cấp như này nó cho ta ảo ảnh được. Ảo ảnh là cái ảo ảnh là cái giả lập cái bộ nhớ nhanh và lớn. Cảm ơn. Được không ạ? Đấy. Thì tại vì cái dữ liệu cơ thường xuyên nhất là đặt cái bộ nhớ gần như siêu nhất đó, thì nó mỗi lần siêu nó cần dữ liệu thì nó sẽ tìm thấy, nếu mà cái tỷ lệ hit đó nó cao thì nó sẽ cho cái ảo ảnh là chúng ta nó đang sử dụng cái bộ nhớ lý tưởng, bộ nhớ nhanh và nhiều. Đây. Với cái điều kiện là tỷ lệ hit nó cao ha, tỷ lệ hit nó cao đủ và vừa đủ đủ lớn thì nó sẽ cho cái ảo ảnh là giống như cái chúng ta đang dùng cái bộ nhớ lý tưởng. Cái này là qua chương mới không thầy, qua cái coi nền tảng công nghệ thông tin không thầy? Vâng, hết chương này thì sẽ ra cái môn mới, chứ không phải là chương mới, môn mới. Mới. Cái chương này tới đây mình hết không thầy? Chương này tới đây hết rồi. Đây. Thì chương này là chương cuối cùng của cái môn này. Ta sẽ một buổi ôn tập
ta sẽ một buổi ôn tập. Đây, buổi ôn tập. Như vậy thì tuần sau ta sẽ có một buổi ôn tập. Ôn tập xong cái thi cho thầy, thi kỳ số 11 của thầy. Đã trừ tiếp cho thầy. Ôn tập rồi thi thì tôi hỏi lại cái bên bên trung tâm xem coi ai tổ chức thi. Đấy, nếu mà tổ chức thi luôn thì tôi tổ chức thi luôn thì ta sẽ thi luôn, còn nếu không thì anh chị sẽ đợi bên trung tâm tổ chức chọn buổi nữa đó. Nếu mình ôn tập xong á mà bên trung tâm không có tổ chức ấy, bên tâm mà trung tâm cho tổ chức là thứ ba thứ năm là mình nghỉ đó hả thầy? 3 năm nghỉ là sao anh? Cũng như học hết chương này cái mình tới mới tới ôn tập mà à, ôn tập rồi vẫn chưa thi, từng ví dụ từng sau nữa thì chưa thi, vậy là thứ ba thứ năm mình có học môn này nữa ôn tập tiếp không thầy hay là nghỉ? Ôn một buổi ra, nghĩ ôn buổi là xong hả? Ôn buổi xong rồi chúng ta nếu theo lịch thì không có trung tâm sắp, nếu mà tại vì hết cái môn này á thì sẽ thi sẽ học cái môn kiến cái gì nền tảng công nghệ thông tin thầy giải luôn đấy. Dạy luôn. Thì thật ra đến anh chị học môn này rồi anh chị chuyển qua môn kia thì rất là ngộ quá, tại vì cái môn này bên kỹ thuật này nọ, bên kia thì nói lý thuyết thôi, bên kia thì kiểu chung chung thôi. Đấy, môn này thì ta đi sâu mặt kỹ thuật này nọ, bên kia thì nền tảng mà. Đấy, nền tảng đi. Sao ạ? Phải học xong thi liền thì kiến thức nó còn với neo neo với nó quên luôn. Học môn khác nó quên luôn thầy. thì phải chịu thôi. Đấy, thì có video á anh chị gì soi lại coi lại ha. Đấy. Thật ra môn kia thì cái gọi cái môn nền tảng thì anh chị thật ra cái môn nền tảng á, đơn giản là chuyện chị cái tưởng cái môn đó là cho cái người không biết gì về máy tính. Đấy. Không biết gì về máy tính. Là phổ cập tin học á, dạng như phổ cập tin học á. Đó thì cái môn đó thì rất nhẹ nhàng thôi, tôi nghĩ rất nhẹ nhàng thôi, anh chị đã làm quen với máy tính rồi thì môn đó rất nhẹ nhàng thôi. Đấy. Dạ thầy ơi, cho em hỏi là hai môn chung một học phần phải không thầy? Không, hai học phần khác nhau. Tại vì dạ. Tôi đảm nhiệm hai cái học phần đó vậy thôi. Nên dạ, tôi dạy dạ. Vậy thôi. Chứ hai học phần đó khác nhau, tôi thi tức là hai tính hai cột điểm khác nhau, hai cái môn học khác nhau. Với thầy ngoài cái học kỳ này thầy còn giải tiếp hơn cái học kỳ khác không thầy? Cái này theo cái phân công của bộ môn ha. Nếu được phân công thì tôi sẽ giải tiếp, này không có đăng ký dạy, mà cái gọi là cái bậc phân công, bộ môn phân công. Như thầy nãy thì nói mình không có chuyên sâu nhiều, phần cứng thì gì, phần mềm mình có chuyên sâu lắm thầy. Anh chị chuyên ngành gì tôi không rõ, này anh chị học chuyên ngành gì? Tùy theo chuyên ngành của anh chị đó. Có mỗi chuyên ngành thì có cái chương trình đào tạo anh chị. Cái tức là gì phần mềm thôi. Kỹ thuật mềm thì anh chị sẽ có chương trình đào tạo kỹ thuật mềm. Thì chương trình đào tạo kỹ thuật phần mềm thì nói về cách làm phần mềm vậy thôi. Các cái đi sâu về làm phần mềm, lập trình nào nọ, cách viết phần mềm, cách triển khai phần mềm. Đấy, mỗi chương trình đều có một cái mỗi cái ngành đều có chương trình đào tạo, nên anh chị xem cái các môn anh chị có hay học. Tại vì học kỳ 1 thì mới thấy có vài môn này, còn mấy kia không. Anh chị có download được cái chương trình đào tạo anh chị? Anh chị tôi nghĩ có chương trình đào tạo chứ. Tại vì đã ra môn thì phải đã ra chương trình, đã ra cái gọi là cái ngành thì phải có chương trình đào tạo. Anh chị xem anh chị tìm hiểu á. Chương trình đào tạo liệt kê danh sách các cái môn anh chị sẽ học. Có rồi, rồi chứ phải có, tại vì phải có thì mới mở môn mới mở chương trình được chứ anh chị, nên đâu có hay mở tùy tiện được, phải có rồi mới mở. Có môn học môn miễn gì cũng được. Đấy, thì anh chị muốn xem cái danh sách các môn học thì môn gì học đó thì anh chị sẽ mở chương trình đào tạo lên. Đấy, thì anh chị sẽ là liệt kê các môn anh chị học, mỗi cái môn nó đều có giới thiệu luôn, có cái gọi là cái miêu tả môn đó là gì. Cái miêu tả thì em chưa thấy chứ em thấy mấy cái môn có học và không học và môn được trường chấm cho miễn, là khi mình nộp hồ sơ trường chấm môn nào mình miễn là mình được miễn, không được là không được luôn đó. Đấy, nó có chương trình đào tạo ha. Đấy, rồi mỗi môn nó có cái miêu tả luôn. Cái miêu tả nằm đâu thầy, em không thấy rồi đó. Tôi không rõ cái hệ từ xa ở chỗ nào hết, anh chị xem cái trang của trung tâm từ xa xem có không. Đấy, tôi chỉ biết chính quy thôi,
chính quy thì trong cái chương cái mục đào tạo của trường á có cái chương trình đào tạo chính quy, trong rõ cái có cái cột cho cái không biết có cái phần cho từ xa không thì tôi không rõ. Đấy, anh chị thấy vào cái trang trung tâm thử của trung tâm của cái trang trang web của trung tâm thử xem có không. Phải có thì công công bố cái đó, phải công bố, bắt buộc phải công bố. Dạ cảm ơn thầy. Rồi. Rồi vậy là mình kết thúc đó thầy. Thì cái phần nội dung thì chúng ta kết thúc phần lý thuyết tại đây, thì từng từng sau ta sẽ buổi ôn tập. Đấy, ôn tập vậy thôi. Anh chị hãy xem lại coi chỗ nào anh chị chưa hiểu, cái phần nào anh chị còn chưa thắc mắc, còn thắc mắc thì anh chị có thể là đặt câu hỏi đi, buổi sau người ta ôn tập người ta giải quyết luôn. Nói chung nhìn vô cái line này là không hiểu, nhưng mà thầy nói là em chỉ hiểu nó là cái hoạt động của máy tính, nó từ cái gì tới cái gì tới cái gì thôi. À. Các line khác đó, nói chung là tổng toàn bộ chương trình, toàn bộ cái line tôi đã trình bày. Rồi vậy chị ha, có hỏi gì không ạ? Dạ không thầy ơi. Em chắc đợi tới tiết ôn tập em hỏi luôn thầy. Em coi bài. Rồi rồi vậy anh chị về xem bài nữa, người ta từng sau ta sẽ ôn tập rồi có gì ta hỏi tiếp. Đấy. Đúng rồi. Vậy. Sao? Thầy tạo một cái ấy, có một vài cái ví dụ câu hỏi thì cho mấy em rồi tranh lợi rồi cũng làm ai như làm quen với cách thi rồi tương tự vậy thôi, nó gần thì, với câu hỏi nhất thì câu hỏi thì cái dạng anh chị kiểm tra mà làm anh chị làm bài tập đó, thì cái câu hỏi tương tự vậy đó, anh chị làm bài tập thì những câu hỏi nhỏ nhỏ vậy đó chị à, cái phần kiểm tra đó mà em anh chị kiểm tra thử chưa. Rồi, nhưng mà em biết vậy rồi, nhưng mà ý là lên đây làm nó nhiều hơn để nó dễ nhớ hơn, đừng có kiểm tra nó hay hơn. Thì có một cái mấy dạng bài tập gì đó, chuyển đổi số, biểu diễn số này nọ, anh chị hiểu cách nó làm việc như nào vậy thôi chứ. Thì nói chung là anh chị hiểu những cái gì tôi trình bày thì cái phần thi này nọ thì nó cũng vậy thôi, học nào cho đó chứ không phải không học này cho nọ ha. Thì anh chị hiểu được thì anh chị làm được thôi. Dạ. Dạ, vậy là thầy cảm ơn thầy. Để nữa tôi học thì có gì hỏi sâu hơn chút thầy. Rồi, rồi, rồi. Bây giờ cũng 9 giờ rồi. 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 Rồi, chào hết anh chị ha. Đấy, từng sau đó tiếp tục buổi ôn tập. Dạ, cảm ơn thầy. Rồi, rồi, rồi. Chào.